Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân Vất. chương 1161, Ngươi là độc nhất vô nhị. Bắc Phương Đại Đế Thế nhưng là viễn cổ thiên đình thời đại tồn tại, đối với viễn cổ thiên đình, thú thần bộ, sự tình, tự nhiên có hiểu biết. Đặc biệt là Bắc Phương Đại Đế cùng, Tống Đầu Gỗ, quan hệ hiển nhiên không tệ tình huống dưới. Tống Thư Hàng nghe vậy, cười nói, thì ra là thế, khó trách ta luôn cảm giác cật qua thánh quân hình tượng và ta hư đan tương tự như vậy. Hình tượng của ta cùng ngươi hư đan tương tự, bá tống đạo hiếu ý của ngươi là ta mập liền cùng cầu đồng dạng. Cật qua Thánh quân bất mãn. Hư đan cái đồ chơi này chính là kim đan hình thức ban đầu, tất cả mọi người hư đan đều là hư ảo hình tròn. Cho nên, bá tống đạo hiếu là tại châm chọc hắn trường béo sao? Mặc dù thân là cá voi loại, hắn thể tích là có chút đại nhưng cũng chỉ là thoáng đầy đặn một chút xíu, tuyệt đối không mập. Thú vị là, Tống thư hàng tại nhắc lên Hư Đan, thời điểm Cật Qua Thánh Quân cũng không có hướng đem hắn cảnh giới hướng tứ phẩm cảnh giới, cái phương hướng này suy nghĩ, Cật Qua Thánh Quân theo bản năng cho rằng Tống Thư Hàng là nói, năm đó tứ phẩm cảnh giới lúc sự. Dù sao, Cật Qua Thánh Quân vào trước là chủ, nhận định Tống Thư Hàng bát phẩm cảnh giới thực lực. Cật Qua đạo hữu hiểu, hiểu lầm, ta cũng không có trào phúng người mập ý tứ. Đơn giản là ta tu luyện là Tam thập Tam thú tiên thiên nhất khí công, ta Hư Đan cùng phổ thông tu sĩ khác biệt ta hư đan là một đầu kỳ quái cực kinh hình thái. Tống Thư Hàng giải thích nói. a à, cật qua thánh quân cá voi mặt lộ ra một mặt kinh ngạc, làm khó hắn có thể sử dụng cá voi mặt làm ra như thế phong phú biểu lộ, dùng câu lưu hành lời nói tới nói, người đừng hiếp đáp ta ít đọc sách, ta thế nhưng là có được mấy cái học vị tiến sĩ tồn tại. Cho nên, người cũng không muốn gạt ta, ta sống lâu như vậy, chưa từng có nghe qua có người hư đan hội trưởng thành cá voi hình dáng đây chính là cật qua thánh quân lời nói bên trong ý tứ. Tô Thị A thập lục nháy nháy mắt, nàng cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ai hư đan hội trưởng thành cá voi hình. Audio điện tử võ tấn bền Tước yêu tiểu thải đối đề tài này không có hứng thú, nàng là yêu tu, tại kết nội đan đi về trước con đường cùng nhân loại khác biệt. Thi cùng thông nương là không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng, cuối cùng, Bắc Phương Đại Đế đồng dạng hiếu kỳ đánh giá Tống Thư Hàng, hắn xoa cầm nói, Tống Tiểu Hiếu, theo cô biết, thú thần bộ chúng đại sư ngưng tụ ra hư đan cùng phổ thông tu sĩ cũng không có khác nhau. Người cái gọi là cửa kình hình thái hư đan, cô cũng là lần đầu tiên nghe nói. a à, lần này đến phiên Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tu sĩ, hư đan cũng sẽ không sinh ra biến dị. Vậy hắn hư đan là chuyện gì xảy ra? Hẳn là, là bởi vì bạch tiền bối cải tiến qua tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tương đối đặc thù. Lại hoặc là bởi vì hắn tại độ tam phẩm tấn tứ phẩm thiên kiếp thời điểm, trực tiếp đã trải qua, nhân tiền hiển thánh, cùng, huyền thánh giảng pháp, ngưng tụ thánh ấn, mới đưa đến hắn hư đan sinh ra biến dị. Lại hoặc là cả hai cùng một chỗ, đưa đến hắn hư đan dị biến. Vô luận như thế nào, giờ khắc này, Tống Thư Hàng minh bạch, bản thân hư đan là chân chính không giống bình thường cô một mực cảm giác ngươi là người thú vị, quả nhiên ngươi rất đặc thù. Bắc phương đại đế đạo. Tống thư hàng công đức chi quang cùng tiên tử có quan hệ, hắn linh quỷ là trình lâm cùng một vị cường hãn, họ Diệp, nam tử nữ nhi Bắc phương đại đế đến bây giờ còn cho rằng Diệp tư là một vị nào đó cường hãn họ Diệp nam tử đem trình lâm 333 sau sản phẩm. Hai vị này hảo hữu không hẹn mà cùng cùng tống tiểu hữu kết duyên, chỉ có thể nói không hổ là cùng trình lâm. Mà bây giờ, hắn vừa rồi kiểm tra một chút tống thư hàng trạng thái quả nhiên tại tống tiểu hữu bản mệnh đan điền bên trong có một đầu phì kình hư đan uể oải nằm trong đan điền không nhúc nhích cái kia mập thành cầu phì kình bộ dáng chính là cật qua thánh quân trên người thần thú huyết mạch đầu nguồn được xưng là là thần kình hoặc là kình thần thần thú nguyên hình hư đan vậy mà lại huyến hóa thành thần thú loại chuyện này bắc phương đại đế từ xưa đến nay đều không có được chứng kiến dạng này hư đan tại ngũ phẩm cảnh giới lúc, đến cùng hội ngưng tụ ra như thế nào kim đan. Trực tiếp ngưng tụ ra thất phẩm, bát phẩm, thậm chí là trực tiếp ngưng tụ ra cửu phẩm trí tôn kim đan. Lại hoặc là, trực tiếp ngưng tụ ra một đầu cá voi hình kim đan đến. Bắc phương đại đế phát hiện mình trong lòng rất ngạc nhiên. Đáng tiếc, Tống Tiểu Hữu vừa mới vượt qua tứ phẩm thiên kiếp, khoảng cách ngũ phẩm thiên kiếp còn có chút khoảng cách. Bất quá, Cô có lẽ có thể tận lực vì hắn tại tứ phẩm lúc đánh xuống càng kiên định hơn cơ sở, để hắn tại tấn thăng ngũ phẩm lúc thuận lợi hơn điểm, tốc độ cũng càng nhanh một chút. Bắc Phương Đại Đế thầm nghĩ trong lòng, thân là trường sinh giả, đại đế khó được có thể gặp được để chính hắn cảm thấy hứng thú đổ vật. Tại là, đại đế trong tay đang khắc họa đại trận, thoáng đổi chờ một chút. Nguyên bản lưu cho Tống thư hàng tiểu hữu vị trí, trận nhãn biến càng thêm phức tạp một số. Kể từ đó, cật qua Thánh Quân đến lúc đó tiến hành, bỏ qua nhục thân, nghi thức lúc, Tống tiểu hữu có thể thu được chỗ tốt sẽ thay đổi càng lớn hơn một chút. Nửa giờ sau, xong, Bắc Phương Đại Đế phủi tay, đạo: "Lấy Bắc Phương Đại Đế thực lực, phổ thông trận pháp hắn có thể nhất niệm thành trận. Nhưng là cái này, bỏ qua nhục thân, trận pháp có chút đặc thù, lại thêm nửa đường đại đế lại sửa lại trong trận pháp một số chi tiết, cho nên toàn bộ đại trận đều là đại đế tự tay khắc họa hoàn thành." Nay lúc Tại mọi người dưới chân, nhiều hơn một khối 10 cây số lớn nhỏ cự trận. Toàn bộ đại trận bị Bắc Phương Đại Đế dùng thần thông che giấu, sẽ không tiết lộ khí tức, cũng sẽ không bị người bình thường phát giác. Cật Qua Thánh Quân, người đến trận pháp trung ương nhất chờ ngươi hoàn thành, bỏ qua nhục thân, nghi thức phía sau cô muốn trước tiên tiếp quản nhục thể của ngươi, rút ra tinh huyết. Bắc Phương Đại Đế đạo: "Không có vấn đề." Cật Qua Thánh Quân nói, "Bất quá tiền bối Rút ra tinh huyết có thể hay không tại sau khi ta rời đi làm tiếp, dù sao cũng là nhục thể của ta. Nhìn mình nhục thân bị người cắt chém rút ra tinh huyết, hình ảnh kia ngẫm lại liền tốt tâm tắc. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi thấy." Bắc Phương Đại đế đáp. Loại này hợp lý tiểu điều kiện, đại đế cũng sẽ không cự tuyệt, hắn là cái rất dễ nói chuyện trường sinh giả, chỉ ít tại cùng hảo hữu cùng một chỗ lúc, hắn luôn luôn tương đối thông tình đạt lý. Sau đó, vị tiểu cô nương này người đứng ở phương nam trong cái mắt trận này. Bắc Phương Đại Đế rứt lời, đưa tay chống không xuất hiện, Tô Thị A thập lục thân hình bị nâng lên, bị mang đến phương nam trận nhãn. Nhưng đưa đến một nửa thời điểm, Bắc Phương Đại Đế đột nhiên dừng lại, a. À. Ừm, Tô Thị A thập lục đồng dạng nghi ngờ nhìn về phía đại đế. A, à, 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 à. Bắc Phương Đại Đế liên tục kinh ngạc gọi ra tiếng tới. Xảy ra chuyện gì sao? Tiền bối, Tống thư hàng liền vội vàng hỏi không phải là tô thị a à thập lục xảy ra vấn đề gì đi thật sự là vượt quá cô dự kiến ha 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 bắc phương đại đế đột nhiên nở nụ cười sau đó hắn nhìn về phía tống thư hàng một trận nháy mắt ra hiệu cô vẫn là xem thường ngươi a à, tống tiểu hữu a à, tống thư hàng một mặt mộng bức lại cùng ta có quan hệ gì không nói cái này lấy tiểu cô nương ngươi thân phận phương nam trận này mắt lại không thích hợp ngươi đổi chỗ người đến đông phương trận nhãn chỗ Nơi đó có thể để ngươi thực lực tăng nhiều, thỏa vô cùng." Bắc Phương Đại Đế dứt lời, chỉ một ngón tay. Một đạo nhu hòa lực lượng nâng Tô Thị A Thập Lục, để cho nàng rơi vào đông phương trong trận nhãn. Tô Thị A Thập Lục lòng có cảm giác tạ ơn đại đế. Không cần khách khí, tiện tay mà thôi." Bắc Phương Đại Đế đạo. Xử lý xong Tô Thị A Thập Lục phía sau đại đế lại nhìn phía Tống thư hàng bên người mấy vị khác tiểu đạo hữu hắn muốn nhìn một chút mấy vị này tiểu đạo hữu có phải hay không cũng có cái gì chỗ kỳ diệu một đầu tước yêu ân nhìn ngang nhìn dọc cũng không có cái gì chỗ đặc thù a à. bắc phương đại đế thầm nghĩ trong lòng mà lại cái này tước yêu tư chất cũng rất phổ thông tiểu tước yêu người cùng tống tiểu hữu là quan hệ như thế nào bắc phương đại đế lên tiếng hỏi hồi đại đế ta là sư phụ đệ tử đạo hiệu kim cương quân tử đao tiểu thải lớn tiếng trả lời a à, à, nguyên lai là tiểu hữu đệ tử a không tệ a kim cương quân tử đao cái này đạo hiệu cô có phải hay không ở đâu nghe qua bắc phương đại đế xoa cầm suy tư nửa ngày bất quá nghĩ nửa ngày hắn cũng không nhớ tới cụ thể ở đâu nghe qua dù sao hướng về phía cái này quen tai đạo hiệu cái này tiểu tước yêu cũng có ý tứ vậy liền phương nam phương nam thuộc chu tước mặc dù ngươi là tiểu thải tước nhưng làm sao cũng coi là mang cái tước chứ bắc phương đại đế đạo sau đó hắn vung tay lên một cái, tiểu thải được đưa đến phương nam trận nhãn. Tiếp đó, hắn lại nhìn phía thi la lị. Một cái người rất đáng yêu loại nữ hài, thiên phú tính được là không tệ, tuổi còn nhỏ đã là nhị phẩm cảnh giới, căn cơ cũng đâm vô cùng ổn. Vị tiểu cô nương này cũng là người đệ tử sao? Bác Phương Đại Đế hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu, nói thi là ta một vị tiền bối, lệ chi tiên tử, trong môn hậu bối, xem như ta một sư muội đi. Sư muội quả nhiên không có cái gì chỗ đặc thù a. À. bắc phương đại đế xoa cầm nhưng là đang nghe lệ chi tiên tử thời điểm trong lòng của hắn đột nhiên động một cái. đây là thuộc về trường sinh giả một loại cảm giác mặc dù hắn cũng là lần đầu tiên nghe được lệ chi tiên tử cái tên này nhưng luôn cảm giác cái tên này cùng hắn ở giữa có chỗ liên hệ. lệ chi tiên tử là ai? bắc phương đại đế nhìn qua tống thư hàng hỏi là chúng ta trong đám một vị xinh đẹp tiền bối. Tống Thư Hàng trả lời, nhưng muốn làm sao giới thiệu lệ chi tiên tử, hắn cũng vô pháp dùng một câu khái quát. Cô cảm giác, lệ chi tiên tử cùng cô ở giữa có nhân quả. Bắc phương đại đế đạo. Không thể nào lệ chi tiên tử cùng ngài cũng không có đã gặp mặt mới đúng. Tống Thư Hàng nói ra, nhưng nói được nửa câu lúc, hắn đột nhiên trong lòng hơi động. Lệ chi tiên tử còn có một cái rất thú vị thân phận nàng là trình lâm song bào thai giao trì nữ đế trình lâm con đường trường sinh chính là một loại thai ngén tân sinh chi đạo. Mà một lần, giao trì nữ đế tại thai ngén tân sinh, lúc nhiều sinh một vị nữ đồng đi ra, thêm ra tới vị kia chính là lệ chi tiên tử. Lệ chi tiên tử là chân chính, nạp tiền điện thoại, mua một tặng một đi ra. Nghĩ đến cái gì sao? Bắc phương đại đế hỏi. Tống thư hàng nhẹ gật đầu, sau đó đổi dùng, truyền âm nhập mật, phương thức cùng đại đế giao lưu bởi vì dính đến lệ chi tiên tử tư ẩn, vẫn là không cần công khai tuyên truyền tương đối tốt. Lệ chi tiên tử là trình lâm nữ đế song bào thai muội muội Tống thư hàng là như thế này cho bác phương đại đế truyền âm. chương 1162, phi kinh hư đan thành hình. bắc phương đại đế, hắn dùng một loại, người là đang trêu chọc cô, biểu lộ, nhìn chằm chằm tống thư hàng. Hắn cùng trình lâm tại viễn cổ thiên đình thời đại liền kết bạn. Tại viễn cổ thiên đình phá diệt trước đó, hắn cùng giao trì nữ đế trình lâm quan hệ rất là muốn tốt đến mức nói đã muốn tốt tới trình độ nào liền hắn ở lại đông trì điện kiến tạo quá trình đều có trình lâm tham dự thậm chí ngay cả mình phòng ở tạo tốt phía sau đều cho trình lâm lưu lại mở cửa quyền hạn bắc phương đại đế cùng trình lâm quan hệ trong đó có thể nghĩ loại quan hệ này đã ẩn ẩn vượt qua phổ thông hảo hữu tình cảm nếu như không phải viễn cổ thiên đình phá diệt nói không chừng hắn cùng trình lâm ở giữa có cơ hội kết làm đạo lữ. Nhưng viễn cổ thiên đình bởi vì trình lâm mà hủy diệt, Bắc phương đại đế đối trình lâm tình cảm biến rất phức tạp, yêu hận dây dưa. Cho nên, ban đầu ở nghe được trình lâm có một cái gọi là Diệp Tư, nữ nhi phía sau Bắc phương đại đế mặc dù tại cười ha ha lấy, nhưng hắn tâm tình nhưng thật ra là rất ngọa thảo. Mặc dù biết rõ, viễn cổ thiên đình phá diệt một khắc kia trở đi, hắn cùng trình lâm ở giữa liền không còn khả năng nhưng là nghe được Trình Lâm bị một cái họ, Diệp, Nam Tử ủi, còn sinh nữ nhi, Bắc Phương Đại Đế nội tâm liền cùng tất gôm đồng dạng. Nhưng là, Bắc Phương Đại Đế cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Trình Lâm còn có song thai bào muội muội Việc này nói đến rất phức tạp, cụ thể cùng Trình Lâm tiên tử, con đường trường sinh có quan hệ. Tống Thư Hàng lần nữa truyền âm nói. Trình Lâm con đường trường sinh, cô cũng biết, thai ngén tân sinh chi đạo, nàng nhiều lần thai ngén tân sinh thời điểm, vẫn là cô thai nàng hộ pháp. Bắc phương đại đế đạo. Nhưng nói được nửa câu lúc, đột nhiên hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng, chờ đã, lệ chi tiên tử là trình lâm tại thai nghén tân sinh thời điểm, dựng dục ra tới song bào thai. Khả năng này cực thấp, nhưng có vẻ như thật là có khả năng. Nếu như trình lâm nếu mà muốn, hẳn là có thể làm được. Tống thư hàng nhẹ gật đầu. Bắc phương đại đế ngẩng đầu vọng thiên, ngọa thảo, sao chỉ nữ đế trình lâm thật là một cái rất phức tạp rất phức tạp rất phức tạp nữ nhân chờ đã đã xong bào thai muội muội đều có thể là trình lâm bản thân sinh ra nữ nhi kia đâu trên thế giới này thật sự có một cái họ diệp nam nhân có thể chinh phục trình lâm cũng để cho nàng cam tâm tình nguyện sinh hạ nữ nhi sao chỉ nữ đế cũng không phải dễ dàng như vậy bị chinh phục nữ nhân a à. tống tiểu hiếu cô có thể hỏi một chút phụ thân của Diệp Tư là ai chăng? Bắc phương đại đế lại hỏi. Tống thư hàng nhún vai, truyền âm nhập mật nói, đại đế ngài như là đã hỏi ra rồi, cái kia chính là đoán được. Không sai, cùng ngài tưởng tượng đồng dạng, Diệp Tư cũng là trình lâm tiên tử mang thai sinh ra tới. Bất quá, cũng không phải là thai ngén tân sinh chi đạo, mà là thật sự dùng mang thai phương thức, đem Diệp Tư sinh xuống tới. Cho nên, Diệp Tư không phải trình lâm tiên tử muội muội mà là nữ nhi, Bắc Phương Đại Đế nghe vậy thở thật dài, lại nhẹ nhàng thở ra. Sao chỉ nữ đế Trình Lâm không có bị họ Diệp Nam nhân ủi, thật sự là quá tốt. Sau đó, Trình Lâm quả nhiên vẫn là cái rất phức tạp, rất phức tạp, rất phức tạp nữ nhân a. Lại nói tiếp, Bắc Phương Đại Đế nhìn về phía Tống Thư Hàng ánh mắt biến phức tạp. Thư Hàng tiểu Hữu chiếu cố thật tốt Diệp Tư a. Bắc Phương Đại Đế ngữ trọng tâm trường nói, Tống Thư Hàng a luôn cảm giác. Bắc phương đại đế trong nháy mắt giống như là biến đổi nhân vật, trong giọng nói ẩn ẩn đều mang mấy phần từ ái, để tống thư hàng trong nháy mắt nổi ra gà bạo khởi. Tóm lại, đừng cho nàng bị ủy khuất, mặc dù nàng hiện tại là người linh quỷ, nhưng cũng phải chiếu cố thật tốt nàng. Coi như người tương lai có đạo lữ, cũng không cần không để ý đến cảm thụ của nàng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như nàng yêu thích cùng nàng mụ mụ đồng dạng, đạo lữ của người chính là nàng đạo lữ, cũng không có gì ghê gớm. Bắc phương đại đế lẩm bẩm nói. Nói nói, đại đế tâm can liền ẩn ẩn thấy đau. Bởi vì năm đó, toàn bộ viễn cổ thiên đình người đều rất lá gan đau một sự kiện là thiên đình chi hoa, tiên tử, yêu tha thiết giao chỉ nữ đế trình lâm. Tiên tử là đại đế năm đó tình địch một trong, nhưng quan hệ của hai người hết lần này tới lần khác lại rất tốt. Gặp quỷ, lại nghĩ tới chuyện này. Tình yêu, thật sự là rất chuyện phức tạp, liền xem như trường sinh giả, đối với tình yêu cũng là cắt không đứt, lý còn loạn. Tống Thư Hàng Hắn vô ý thức không muốn đi giải hiện tại trong nháy mắt Bắc Phương Đại Đế, luôn cảm giác hiện tại Đại Đế là cái rất phiền phức đồ vật. Cũng may Bắc Phương Đại Đế rất nhanh khôi phục lại. Tiểu cô nương nếu là lệ chi tiên tử hậu bối, như vậy để cô xem thật kỹ một chút. Bắc Phương Đại Đế lại lần nữa trên dưới kiểm chắc một chút, thi, tu luyện công pháp thuộc tính, thể chất, thiên phú, sau đó nói, đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu, mới nhị phẩm cảnh giới ta đem tây phương cái kia trận nhãn thu nhỏ hơn nữa một điểm người đứng ở nơi đó có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất đến lúc đó sẽ có chút đau sở người phải nhẫn ở yên tâm đi tiền bối ta nhất định có thể chịu được thi hai mắt sáng tỏ cắn răng nói là cái nhu thuận hài tử cố gắng bắc phương đại đế mỉm cười nói hắn đưa tay một áp đem thi đưa đến tây phương cái kia trận nhãn đồng thời lại thuận tay sửa đổi hạ tây phương trận nhãn đem hắn rút nhỏ một điểm, miễn cho đến lúc đó trận phát mang tới năng lượng qua lớn, cho thi tạo thành tổn thương. Cuối cùng, Bắc Phương Đại Đế lại nhìn phía thông nương. Lần đầu tiên nhìn qua, đây chỉ là một gốc phổ thông trường trên mộ đạo thạch hành yêu, nhìn kỹ lại, nhưng có thể phát hiện cái này gốc hành yêu thể bên trong kinh mạch vậy mà cùng nhân loại cấu tạo là giống nhau như đúc. Mặc dù đồng dạng chỉ có nhị phẩm cảnh giới, nhưng cái này gốc thông nương đã có được vô số đại yêu nhóm khát vọng thể chất, cái này gốc hành lá vừa ra đời liền đã đứng ở rất nhiều yêu tu nhân sinh điểm cuối cùng. Cái này gốc hành, rất không tệ a à, nội tình rất tốt. Là người yêu sủng sao? Bác Phương Đại Đế hỏi. Xem như thế đi, Tống Thư Hàng Đạo. Trên thực tế, liền thông nương chính mình cũng chấp nhận yêu sủng, cái thân phận này. Đây là rất sự thật tàn khốc mặc dù thông nương trên miệng còn tại cự tuyệt, yêu sủng, cái thân phận này. Nhưng là nàng và Tống Thư Hàng ở giữa nhân quả đã càng tích lũy càng nhiều, nàng đã không cách nào rời đi tống thư hàng. Nếu là người yêu sủng, vậy liền tọa lạc tại phương Bắc, vị trí đi, nơi đó là cô bản mệnh vị, chỗ tốt không nhỏ. Bắc phương đại đế nói, đưa tay vẩy một cái, thông nương được đưa đến phương Bắc vị trí trận nhãn. Làm xong đây hết thảy phía sau đại đế lại dẫn tống thư hàng, đem hắn nhét vào chính đối cái này, cật qua thánh quân, một cái trận nhãn, để tống thư hàng cùng cật qua thánh quân mắt to mắt nhỏ nhìn nhau đây là cô đặc biệt vì ngươi cải tạo trận nhãn một hồi bỏ qua nhục thân nghi thức bắt đầu phía sau đứng ở chỗ này ngươi có thể thu được chỗ tốt lớn nhất đủ để cho trong cơ thể ngươi thần kinh hư đan triệt để thành hình cũng đánh xuống kiên định cơ sở cô coi trọng ngươi hy vọng ngươi có thể sớm ngày tấn thăng ngũ phẩm bác phương đại đế đạo tiền bối ngươi có phải hay không có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao tống thư hàng đột nhiên hỏi hôm nay bác phương đại đế rất không thích hợp đã uống nhầm thuốc đồng dạng, đối với hắn đặc biệt tốt. Đặc biệt là trước đó, tự ái bộc lộ cái kia một đoạn, để tống thư hàng đều có chút không quen. Người cố gắng tu luyện, chính là tại giúp cô, đừng suy nghĩ nhiều, người trợ cô phục sinh, đây chính là lớn nhất ân tình. Bắc phương đại đế dùng sức vỗ vỗ tống thư hàng, chuẩn bị kỹ càng, tất cả mọi người vận chuyển minh tưởng tâm pháp cùng công pháp, cô muốn khai trận. Xuất lời, Bắc phương đại đế thân hình lên cao, phù ở đại trận trên không. Đại đế tiền bối ta muốn làm thế nào, cật qua thánh quân lớn tiếng kêu lên. Hắn nhưng là lần này, bỏ qua nhục thân, nghi thức nhân vật chính A, nhưng là toàn bộ quá trình, đại đế đều không có căn dặn hắn muốn làm thế nào. Làm sao phối hợp cái này nghi thức, trong lòng của hắn rất hoảng, luôn cảm giác mình bị hố đồng dạng. Người cái gì đều không cần làm, chỉ cần lặng lặng chờ đợi. Chờ trận pháp hoàn toàn mở ra phía sau người thuận bản năng hành động là đủ. Nhớ kỹ! tại tránh thoát nhục thân thời điểm, thuận theo bản năng, không cần tiêu diệt bản năng cảm ứng. Bắc phương đại đế trầm giọng nói. Cật qua thánh quân yên lặng nhẹ gật đầu, thân thể ngoan ngoãn chiếm cứ tại trung ương trận pháp. Mà lúc này, tại Bắc phương đại đế chuẩn bị khai trận thời điểm, đột nhiên nhìn thấy tống thư hàng sau lưng, tiên tử, lặng yên hành động lên vì. Nàng thoát ly tống thư hàng, sau đó thật nhanh chạy đến một cái nhàn rỗi, trận nhãn, bên trong. Loại chuyện này, căn bản không dùng người đi chỉ dẫn. bắc phương đại đế nhếch miệng lên. quả nhiên tiên tử một số bản năng còn giấu ở tống thư hàng tiểu hữu công đức chi quang bên trong. vừa rồi hắn thiết kế đại trận lúc cố ý lưu lại một cái thích hợp nhất tiên tử vị trí. mà nàng quả nhiên cũng chạy vào. bất kể là vẫn là chính lâm vẫn là kim long cùng các nàng có liên quan tồn tại đều lần lượt đoàn tụ tại tiểu hữu bên người. tống đầu gỗ có phải hay không là ngươi trong bóng tối giở trò quỷ? Bắc phương đại đế trong lòng lầm bẩm nói. Tống thư hàng hiển nhiên không phải tống đầu gỗ, điểm ấy hắn có thể xác định. Mặc dù lần đầu tiên, hắn đem tống thư hàng tiểu hữu ngộ nhận là tống đầu gỗ, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cả hai là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Mà tống đầu gỗ không có chuyển thế hoặc là trọng sinh thủ đoạn, cho nên tống thư hàng không phải là tống đầu gỗ chuyển thế hoặc trọng sinh thể. Nhưng là có thể khẳng định là, tống đầu gỗ cùng tống thư hàng ở giữa, nhất định có quan hệ, chờ xác định tiên tử chạy đến vị trí của nàng phía sau bắc phương đại đế trên hai tay nâng, mở ra đại trận. Toàn bộ từ cật qua thánh quân, máu tươi tạo thành đại trận, bộc phát lên trói mắt kim sắc quang mang, đem trong trận tất cả mọi người bao khỏa. Coi như bắc phương đại đế dùng thông thiên thủ đoạn, che giấu đại trận khí tức, nhưng vẫn là có một ít tồn tại cường đại, cảm ứng được trên đại dương bao la biến hóa. Hào quang màu vàng óng bên trong, hiển hiện đại công đức chi lực những này đại công đức chi lực, hội tụ ở cật qua thánh quân thể nội. Cật qua thánh quân cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, liền phảng phất có ngàn ngàn ức thanh tiểu đao, đâm vào bên trong thân thể của hắn, tại cắt nhục thể của hắn. Hắn muốn giấy dụa muốn thoát ly đại trận này, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, không thể động. Khẽ động cũng không thể động. Lúc này, chỉ cần nhẫn nại. Quá trình này, là đem hắn nhục thân chia sẻ trọng yếu nhất một vòng. Mà theo đại trận mở ra đồng thời, từ cật qua thánh quân trên người có từng đạo từng đạo không nói ra được dòng năng lượng nhập đại trận mỗi một chỗ, lại bị hội tụ đến trong trận nhãn. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, như là ngâm mình ở trong ôn tuyền đồng dạng dễ chịu. Mà hắn trong đan điền, phì kình hư đan, thay đổi uể oải hình dạng, bắt đầu vui mừng, tham lam hấp thu từ trong trận truyền tới năng lượng, đồng thời thật nhanh ngưng thực, rốt cục muốn triệt để thành hình. Tống Thư Hàng rốt cục muốn từ, nửa bước tứ phẩm, bước vào chân chính tứ phẩm cảnh giới. chương 1163, ta tiên cốt sẽ không cũng biến dị a à. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy bản mệnh đan điền bên trong truyền đến một trận tăng đầy cảm giác, Phi kinh hư đan càng phát ra khổng lồ, có loại muốn chật ních toàn bộ bản mệnh đan điền ảo giác. Cật qua thánh quân ở vào bát phẩm huyền thánh đỉnh phong, hắn tại tiến hành, bỏ qua nhục thân nghi thức lúc, khuếch tán ra tới lực lượng cực kỳ to lớn. Lại thêm hắn tu luyện công pháp đặc thù, dẫn đến hắn một thân lực lượng vô cùng tinh thuần. Mà Bắc Phương Đại Đế vì cho Tống Thư Hàng chúc hạ nhất kiên định tứ phẩm cơ sở, lại đem trận pháp đi qua điều chỉnh để hắn đứng trận nhãn, có thể trình độ lớn nhất tiếp nhận cật qua thánh quân khuếch tán ra tới lực lượng. Cho nên, chỉ là tại đại trận mở ra sau mấy hơi thời gian bên trong, Tống Thư Hàng vì kình ngư đan liền được có thể so với chính hắn đau khổ tu luyện cộng thánh ấn thông đạo cung cấp năng lượng mấy tháng linh lực tổng cộng. Phi kinh hư đan liền cùng thổi hơi cầu đồng dạng bành trướng, cuối cùng thật sự căng kín toàn bộ khí hải đan điền Bụng dưới căng căng, có loại ăn no căng lấy cảm giác lại để cho tống thư hàng ẩn ẩn có loại mắc tiểu ảo giác. Tại loại này thời điểm then chốt sẽ còn sinh ra mắc tiểu cảm giác, chính hắn đều cảm giác xấu hổ. Đương nhiên, loại cảm giác này hoàn toàn là tống thư hàng trên tâm lý ảo giác. Bản mệnh đan liền tồn tại ở bụng dưới vị trí nhưng trên thực tế sự tồn tại của nó rất huyền diệu tu sĩ tại tu luyện lúc, theo thực lực không ngừng tăng lên, bản mệnh đan điền dung lượng cũng đang không ngừng mở rộng. Tứ phẩm tu sĩ bản mệnh đan điền dung lượng là nhị phẩm tu sĩ gấp trăm ngàn lần trở lên. Nếu như theo chờ tỷ lệ để đổi tính, tứ phẩm tu sĩ toàn bộ thân thể đều bị bản mệnh đan điền tràn ngập, cũng còn không đủ buông xuống bản mệnh đan điền. Nhưng trên thực tế, bản mệnh đan điền lớn nhỏ biến hóa chỉ có thông qua, nội thị mới có thể phát giác ra được. Giải trừ, nội thị, lúc bản mệnh đan điền lớn nhỏ cũng không hề biến hóa. Đan điền liền cùng túi càn khôn đồng dạng, nội bộ không gian có thể thông qua thăng cấp tiến hành mở rộng, nhưng ở bề ngoài lại cũng không cải biến, rất có ý tứ. Trên đỉnh đầu, Bắc Phương Đại Đế một mực chú ý đến Tống Thư Hàng trạng thái thân thể. Hư đan mở rộng đến loại trình độ này, có ý tứ. Bắc Phương Đại Đế thầm nghĩ, hư đan càng là khổng lồ, liền đại biểu cho hắn có thể ẩn chứa càng nhiều linh lực có thể ẩn chứa càng nhiều linh lực, liền đại biểu cho chủ nhân của nó tại tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới lúc, có càng nhiều linh lực đi hình thành kim đan long văn. Mặc dù linh lực bao nhiêu cũng không phải là quyết định kim đan long văn số lượng yếu tố duy nhất, nhưng hư đan bên trong có thể bao dung linh lực càng nhiều, chỉ có chỗ tốt. Lại là mấy tức qua đi. Tống thư Hàng vì kình hư đan còn tại bành trướng, muốn đem bản mệnh đan điền đều no bạo cảm giác. Hắn bắt đầu lưu mồ hôi lạnh bản mệnh đan điền bắt đầu truyền đến kịch liệt chứng đau cảm giác. Phải biết, hắn bản mệnh đan điền vốn là so phổ thông tu sĩ khổng lồ rất nhiều. Lúc trước hắn từ nhất phẩm tấn thăng nhị phẩm lúc, bạch tôn giả cho hắn thi triển qua, xúc khí khuyết trương chân pháp, để đan điền của hắn dung lượng đạt được tăng lên. Về sau, hắn đã trải qua một loạt kỳ ngộ, tu luyện nhiều loại túy thể bí pháp, phục dụng long ma dược tề. Cũng tại tấn thăng tứ phẩm lúc, đã trải qua nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp hai bước, ngưng tụ thành ấn để hắn bản mệnh đan điền biến to lớn hơn. Hắn hiện tại mặc dù vừa tấn thăng tứ phẩm, nhưng bản mệnh đan điền khổng lồ trình độ đã siêu việt cái khác tứ phẩm đỉnh phong tu sĩ trình độ, chính hướng ngũ phẩm kim đan linh hoàng đan điền dung lượng tới gần. Nhưng ngay cả như vậy, bản mệnh đan điền vẫn như cũ bị chống đỡ sắp bạo chết. Không thể tiếp tục như vậy nữa, tiếp tục như vậy nữa, bản mệnh đan điền thật sự muốn xong. Tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng bản mệnh đan điền nếu là bạo chết, vậy hắn con đường tu luyện cũng liền xong. Tại là, Tống Thư Hàng chuẩn bị thử can thiệp vì kình hư đan, để nó đình chỉ bành trướng. Mà đúng lúc này, một sợi cổ quái khí tức từ, trận nhãn, bên trong truyền lại đến Tống Thư Hàng trên thân, cái này sợi khí tức hết sức quen thuộc tiến vào Tống Thư Hàng thân thể, xâm nhập đến hắn bản mệnh đan điền bên trong. Không cần khẩn trương, ổn định lại tâm thần, có cô ở một bên thay người hộ pháp bên tai, truyền đến Bắc Phương Đại Đế Thanh Âm. Đồng thời, cái kia sợi cổ quái khí tức cũng hiện ra nó nguyên trạng. Đó là một sợi bị trận pháp chiết xuất qua thần thú khí tức, nguồn gốc từ tại, cật qua thánh quân, thể nội ẩn chứa thần thú huyết nguyên, thần kinh, khí tức. Cái này sợi khí tức tiến vào bản mệnh đan điền phía sau thật nhanh cùng tống thư hàng phì kinh hư đan hòa làm một thể. Phì kinh hư đan rốt cuộc đình chỉ bành trướng, sau đó hắn bắt đầu diễn biến, biến càng thêm sinh động như thật ngay từ đầu từ hư đan tạo thành hắn, tại một số chi tiết bộ phận vẫn là rất hư ấu. Nhưng bây giờ, vì kình hư đan mỗi một phiến lân phiến, mỗi một cây lông bờm đều biến sinh động như thật, tinh tế tỉ mỉ vô cùng. Đây mới là bác phương đại đế cùng Tống Thư Hàng nói, vận khí thật tốt, bản ý. Tống Thư Hàng tu luyện là tam thập tam thú, cự kình thiên, mà lại thể nội, bản mệnh hư đan, lại còn không có triệt để ngưng tụ thành hình, lại tại lúc này gặp được có được thần kinh, huyết thống cật qua thánh quân đây hết thảy, nếu như không phải có người cố ý từ đó can thiệp cũng chỉ có thể nói cái này, tống tiểu hữu khí vận đã nghịch thiên. Bắc phương đại đế cảm giác hẳn là cái trước bởi vì tống thư hàng tại hướng hắn giải thích, cật qua thánh quân, sự lúc, nâng lên chi kia kỳ quái, quẻ bói. Nhìn qua, hẳn là có người âm thầm tại dẫn đạo cật qua thánh quân, để hắn tại thích hợp thời gian bên trong, tiếp cận tống thư hàng. Nếu thật là dạng này, Bắc phương đại đế vô ý thức liền sẽ nhớ tới cái kia, tác tử chi hữu tống đầu gỗ thủ bút. Nhưng cũng không bài trừ tống tiểu hữu thật sự khí vận nghịch thiên, chi kia quẻ bói chủ nhân đang tính quẻ thời điểm, tính ra cật qua thánh quân, tấn thăng cửu phẩm thời cơ, mới khiến cho cật qua thánh quân tiếp cận tống thư hàng. Này lúc, phi kinh hư đan triệt để thoát thai hoán cốt, tại tống thư hàng bản mệnh đan điền bên trong trầm tĩnh lại. Nhưng bởi vì hình thể của nó đã cùng bản mệnh đan điền duy trì đồng dạng lớn nhỏ, hắn không cách nào hoạt động. Tống Thư Hàng thông qua nội thị, quan sát đến hắn. Ân, hiện tại một cái tỷ dụ để hình dung phì kình hư đan biến hóa rất thích hợp phì kình hư đan phong cách vẽ, từ lúc trước có mã tiêu thanh, lập tức biến thành không che siêu thanh. Bộ dạng này, ta cũng coi là chân chính tứ phẩm tu sĩ A. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Mà liền tại hắn suy tư thời khắc, phì kình hư đan đỉnh đầu, bắt đầu phun nước. Cá voi phun nước, không có gì kỳ quái nhưng vấn đề là con hàng này là hư đan a một cái hư đan phun cộng lông nước phi kình hư đan phun ra chính là tinh khiết vô cùng linh lực là thông qua thánh ấn thông đạo cùng túc hạ trận nhãn tiến vào tống thư hàng thân thể linh lực những linh lực này phun ra về phía sau bắt đầu lấy một loại bình ổn hữu lực quét ngang phương thức cường hóa mở rộng tống thư hàng đan điền phi kình phun ra linh lực đầu tiên là dung nhập tống thư hàng bản mệnh đan điền cường hóa nó cường độ sau đó đem hắn mở rộng mở rộng sau lại lần nữa bắt đầu cường hóa lại mở rộng lòng vòng như vậy đây là vương đạo khuếch trương lãnh thổ loại này khuếch trương phương thức sẽ không để cho tống thư hàng cảm thấy kịch liệt đau nhức ngược lại cảm giác thật thoải mái cũng không biết qua nhiều bên ngoài tống thư hàng bản mệnh đan điền oanh một chút kịch liệt chấn động bản mệnh đan điền tại vương đạo khuếch trương dưới đột phá một cái giới hạn đó là tứ phẩm cảnh giới cùng ngũ phẩm cảnh giới giới hạn. Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền dễ dàng, bị cưỡng ép khuếch trương đến ngũ phẩm trình độ, từ vừa mới bắt đầu bị phì kình hư đan chấn ních trình độ, lập tức mở rộng đến dung nạp bốn cái phì kình hư đan trình độ. Mà lại, cái này mở rộng quá trình còn không có đình chỉ. Theo dưới chân trong trận nhãn liên tục không ngừng lực lượng tràn vào, theo thánh ấn thông đạo, linh lực gia nhập, bản mệnh đan điền vô hạn mở rộng. Tại Tống Thư Hàng trong ý thức, bản mệnh đan điền cuối cùng mở rộng đến đủ để dung nạp 10 cái phi kình hư đan trình độ phía sau mới rốt cục đình chỉ tăng trưởng. Đây là trước mắt hắn thân thể cực hạn. Nếu là hắn nho ra kim cương thân đẳng cấp lại đề thăng một số, lại phục dụng mấy chi, long ma dược tề, đem thể chất nâng lên, bản mệnh đan điền còn có thể tiếp tục mở rộng. phi kình hư đan cũng rốt cục đình chỉ phun nước. Sau một khắc, túc hạ đại trận, thánh ấn thông đạo toàn lực mở ra, liên tục không ngừng đem tinh khiết linh lực rót vào Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền. Lại trải qua tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công chuyển hóa, đem linh lực chuyển hóa làm thuộc về Tống Thư Hàng tiên thiên chân nguyên, lấp đầy toàn bộ bản mệnh đan điền. Phi Kình hư đan rốt cục không cần lại mắc cạn, bắt đầu lơ lửng ở tiên thiên chân nguyên bên trong, chìm chìm nổi nổi. Bản mệnh đan điền bị tiên thiên chân nguyên lấp đầy, Tống Thư Hàng không khỏi nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm. Đã lâu lực lượng sung mãn cảm giác truyền tới. Hắn lúc này cảm giác mình toàn thân đều là lực lượng, có dùng không hết kinh, hận không thể có thể bạo trời bạo bạo tinh cầu. Sách, khẩu vị thật là lớn, Bắc Phương Đại Đế đánh giá Tống Thư Hàng, cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Này lúc, cật qua thánh quân, vứt bỏ nhục thân, nghi thức phúc lợi cấp cho đã gần đến khâu cuối cùng. Khổng lồ như thế năng lượng quán chú đi, nguyên bản bắc phương đại đế đoán chừng chỉ ít có thể làm cho tống thư hàng ngưng tụ mấy cây tiên cốt, không nghĩ tới phúc lợi đều nhanh phát xong, tống thư hàng mới khó khăn lắm đem hư đan triệt để ngưng hình, đại bộ phận lực lượng đều dùng ở mở rộng bản mệnh đan điền. thời gian không nhiều lắm, tiếp xuống dành thời gian tranh thủ trước ngưng tụ một cây tiên cốt, bắc phương đại đế đối tống thư hàng truyền âm nói, tứ phẩm tu sĩ luyện chính là chín đại tiên cốt. Đây là tấn thăng ngũ phẩm chỗ mấu chốt nhất, mỗi một cây tiên cốt đều phải cẩn thận ngưng tụ, mới có thể tìm hạ trụ cột vững chắc. Bắc phương đại đế bản ý, chính là để tống thư hàng ở trong trận, chỉ ít ngưng tụ ra cái thứ nhất tiên cốt. Vốn có thần kinh, huyết thống cật qua thánh quân đại trận phía dưới, ngưng tụ ra cái thứ nhất tiên cốt, nhất định sẽ có lợi ích to lớn. Tiên cốt, đúng a à, tứ phẩm cảnh giới tu luyện chính là tiên cốt. Đi qua Bắc phương đại đế nhắc nhở, tống thư hàng từ ngắn ngủi, Lực lượng sung mãn cảm giác bên trong tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu vận chuyển Tam thập Tam thú tiên thiên nhất khí công đệ tứ thiên, bạch tiền bối sửa chữa qua đi phiên bản, bắt đầu nếm thử ngưng tụ thuộc về mình tiên cốt. Trước đó, bởi vì phi kình ngư đan không có triệt để thành hình, tất cả tiến vào bản mệnh đan điền năng lượng, đại bộ phận đều bị phi kình ngư đan hấp thu, mà lại chỉ có vào chứ không có ra. Mà bây giờ, phi kình ngư đan thành hình, hắn mỗi lần hấp thu tiến vào linh lực, có tiến có ra. Linh lực tiến đến, sau đó có thể hóa thành tinh thuần, thuộc về tống thư hàng bản mệnh chân nguyên. Tiên cốt ngưng tụ, rất thuận lợi. Tại tống thư hàng ý chí đối dưới thân thể đạt, ngưng tụ tiên cốt, chỉ lệnh thời điểm, cái thứ nhất tiên cốt liền nước chảy thành sông hiển hiện. Công công tiên cốt, khi mới xuất hiện vẫn là trắng noãn chi sắc. Theo lý thuyết, tu sĩ thông qua nội thị, nhìn thấy tiên cốt, hội cùng nhân loại xương cốt tương tự. Nhưng tống thư hàng phát hiện bản thân, tiên cốt, bộ dáng điểm không đúng, bẹp, thật dài, còn mang một ít uốn lượn độ cong. Ta tiên cốt sẽ không cũng biến dị a à. sáu chương 1164, Vũ Trang đi phì kình hư đan. Tống Thư Hàng có chút tâm tắc. Hư đan biến dị, đã để hắn rất quan tâm, tiên cốt lại biến dị, cái kia tương lai liền phải gấp đôi quan tâm. Mặt khác, nếu như con hàng này thật sự biến dị, có thể hay không ảnh hưởng đến hắn tấn thăng ngũ phẩm, Tiên cốt cũng không phải đùa giỡn đồ vật, như bởi vậy dẫn đến hắn tấn thăng ngũ phẩm cũng phát sinh dị trạng, vậy liền thật sự muốn khóc choáng tại nhà vệ sinh. Hình dạng khó xem một chút cũng không quan trọng, không giống như là nhân loại xương cốt cũng nên nhận, nhưng kiến thức cơ bản có thể nhất định phải ok a, à, đừng từ tiên cốt biến thành ma cốt a à cái gì. Tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng. Cuối cùng, căn này tiên cốt rốt cục thành hình. Uốn lượn tiên cốt, nhìn qua có điểm giống là to lớn cá voi xương chính là bẹp điểm cũng may trên tổng thể đến xem, có lẽ vẫn là xương, phạm vi. Tốt a, à, cá voi xương cũng nên nhận, dù sao ta hư đan đều biến thành một đầu phi kinh, tiên cốt trưởng thành cá voi xương bộ dáng cũng không có gì. Nhưng chính là từ khía cạnh nhìn thời điểm, thấy thế nào đều cảm giác cái đồ chơi này có điểm giống đao. Ảo giác, nhất định cảm giác ta bị sai, đây là tiên cốt, cũng không phải đao cốt, làm sao lại giống đao nha. Tống thư hàng tự an ủi mình, đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm thể nội thanh ấn đột nhiên lóe lên xuất hiện tại cái thứ nhất tiên cốt bên cạnh thanh ấn chủ động khai trương ba một chút tại tiên cốt cuối cùng in dấu xuống một cái thanh ấn bá tống hai chữ sinh động như thật khác ở cái thứ nhất tiên cốt bên trên tống thư hàng ngọa thảo đừng như vậy a à. cái này bá tống hai chữ in vào phía sau vừa vặn khác ở tiên cốt giống chuôi đao vị trí cứ như vậy Tiên cốt càng giống đao cốt a, mà lại vì cái gì tiên cốt sẽ bị lạc ấn a? Tiên cốt bị in dấu lên thành ấn, hiển nhiên là có hiệu quả. Thanh ấn có linh, hắn là bát phẩm huyền thánh thân phận biểu tượng, đồng thời lại ở phạm vi năng lực bên trong cho chủ nhân cung cấp trợ giúp. Bị in dấu lên thánh ấn phía sau thánh ấn liền có thể thông qua ấn ký cùng tiên cốt ở giữa sinh ra một cái truyền lại năng lượng thông đạo đối tiên cốt tiến hành rèn luyện. Loại này rèn luyện tiên cốt phương thức khắp thiên hạ duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh. Tiên cốt thành hình phía sau tiếp xuống chính là mài nước công phu, cần tốn hao thời gian, một chút xíu đem tiên cốt rèn luyện, thẳng đến đem hắn rèn luyện thành ám kim chi sắc sau. Đến lúc đó, từ tiên cốt trên người hội dọc theo một đạo như lưỡi dao lực lược, trực tiếp đâm vào bản mệnh đan điền, hư đan, bên trong, cùng hư đan kết làm một thể. Quá trình này, có rất lớn phong hiểm. Bởi vì một khi khống chế không tốt, tiên cốt thượng cái kia như lưỡi dao lực lượng tại đâm vào hư đan lúc sẽ trực tiếp đem hư đan đâm nát hư đan vừa vỡ tu sĩ kia đạo, liền dừng bước tại tứ phẩm cũng không còn cách nào đạt được tiến thêm còn nếu là tu sĩ hư đan thành công chịu đựng lấy tiên cốt chi lực phía sau hư đan liền sẽ không ngừng đạt được tiên cốt chi lực rèn luyện mãi cho đến chín đại tiên cốt khác biệt tiên cốt chi lực rót vào hư đan phía sau liền có thể một chút xíu đem hư đan rèn luyện để nó hóa hư làm thật Ngưng tụ kim đan đại đạo. Mà Tống thư hàng này lúc còn đứng ở trận nhãn bên trong. Khoảng cách cật qua Thánh quân, trận pháp phúc lợi kết thúc còn có một chút thời gian, mà một chút thời gian vừa vặn vì Tống thư hàng đã giảm bớt đi đại lượng mài nước công phu. Tại Bắc Phương Đại Đế âm thầm dưới sự dẫn đường, đại lượng năng lượng đã bình ổn chậm tiết tấu, rót vào Tống thư hàng thể nội, lại thông qua bản mệnh đan biến hóa thành tứ phẩm tu sĩ chân nguyên, bắt đầu rèn luyện tiên cốt. Tiên cốt nhan sắc bắt đầu làm sâu sắc, từ trắng noãn chi sắc hóa thành kim sắc, lại từ kim sắc bắt đầu hướng ám kim sắc chuyển biến. Một bước mấu chốt nhất đến, Bắc Phương Đại Đế trên mặt nói khẽ. Bởi vì đại trận nguyên nhân, Tống thư hàng tiên cốt trực tiếp từ ngưng hình tăng lên tới ám kim, chi sắc, có đốt cháy giai đoạn phong hiểm. Sau đó, liền nhìn Tống thư hàng tiên cốt đâm vào bản mệnh đan điền hư đan thời điểm, hắn vì kình hư đan có thể hay không chịu nổi tiên cốt như lưỡi đao, đồng dạng trùng kích. Tống Thư Hàng một mặt ngưng trọng. Hắn thông qua nội thị, nhìn thấy bản thân cái thứ nhất tiên cốt thành hình, sau đó lại như cùng gắn, kim khả lạp, đồng dạng, thật nhanh thành thục. Hóa thành ám kim sắc sau tiên cốt bên trên, có một đạo lưỡi dao, sắc bén lực lượng, bắt đầu kéo dài, đâm về bản mệnh đan điền. Hiện tại, xem ngươi rồi, vì kình hư đan, ngươi có thể làm, nhất định phải chống đỡ. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Tân tân khổ khổ nhịn lâu như vậy, cho ăn khổng lồ như thế lực lượng, mới đưa phì kình ngư đan nuôi đến thành hình, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. À. Phì kình ngư đan như trước đang tống thư hàng khổng lồ bản mệnh đan điền trung thượng hạ chìm nổi. Siêu, lúc này, thứ nhất tiên cốt biến thành lực lượng, trong nháy mắt đâm vào bản mệnh đan điền, đâm vào phì kình ngư đan đỉnh đầu vị trí. Bất quá, trong dự tính tiên cốt vs phì kình hư đan, chẳng diệt, nhưng không có xuất hiện. Tiên cốt lực lượng, đâm vào phì kình hư đan đầu phía sau đột nhiên chuyển đổi. Nguyên bản sắc bén như lưỡi dao lực lượng, tại tiếp xúc đến hư đan thời điểm, đột nhiên nhất chuyển hoán, đồng thời tản mát ra một loại ý chí lực lượng. Loại lực lượng kia, cực kỳ giống tống thư hàng, khải giáp đao ý. Lập tức, tống thư hàng trong lòng có điểm không hiểu tâm tắc. Quả nhiên sau một khắc, tiên cốt lực lượng rơi vào phì kình hư đan đỉnh đầu, diễn hóa ra một mảnh hộ giáp. Mà lại mảnh này hộ giáp lão thân mật, còn vì phì kình hư đan, lỗ mũi, lưu lại một cái động lớn, nhìn qua hẳn là thuận tiện tương lai, phì kình hư đan phun nước cần thiết. Đến tận đây, thứ nhất tiên cốt thành công vào ở bản mệnh hư đan, từ tiên cốt bên trên có liên tục không ngừng lực lượng truyền lại đến hư đan bên trong, tôi luyện hư đan. Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Rõ ràng là thật đáng mừng sự tình, nhưng không biết vì cái gì, tại tiên cốt lực lượng đột nhiên chuyển hóa làm, đau ý áo giáp, trong nháy mắt, hắn tâm biến chịu nặng, đặc biệt tâm tắc. Bởi vì cái này từ khía cạnh ấn chứng một cái rất sự thật tàn khốc hắn tiên cốt trên cơ bản có thể xác định là đau cốt bởi vì cái đồ chơi này hội đau ý. Nhưng nói tóm lại, tựa hồ là một tin tức tốt. Nếu như tương lai, còn sót lại cái kia 8 cái tiên cốt, cũng giống như thứ nhất tiên cốt đâm vào hư đan lực lượng lại biến thành đao ý khôi giáp, liền biểu thị tống thư hàng không có, hư đan bị tiên cốt đâm bạo, nguy cơ. Chẳng khác gì là so tu sĩ khác, thiếu một đạo đại kiếp. Thời gian, đã là 2019 năm ngày 14 tháng 9 buổi sáng 9 điểm. Tống thư hàng rốt cục trở thành chân chính tứ phẩm tu sĩ, cũng ngừng tụ ra cái thứ nhất tiên cốt. Tối hôm qua song thánh cuộc chiến, đã trở thành quá khứ. Ngoại trừ tống thư hàng bên ngoài, thu hoạch lớn nhất hợp lý thuộc tô thị A thập lục. A thập lục nguyên bản bởi vì, chân cá xấu tiệc, nguyên nhân, ngưng tụ cái thứ nhất tiên cốt, đang mài nước rèn luyện giai đoạn. Mà bây giờ, thông qua cật qua thánh quân, bỏ qua nhục thân nghi thức, tẩm bổ, nàng thật nhanh hoàn thành tiên cốt rèn luyện, cũng thành công đem tiên cốt lực lượng dẫn đạo đến hư đan. A thập lục tấn cấp, thường thường vững vàng, không có dị biến. Tiên cốt như lưỡi dao đâm vào hư đan, mà nàng bản mệnh hư đan ngưng tụ vô cùng vững chắc, nước chảy thành sông tiếp nạp thứ nhất tiên cốt lực lượng. Về sau, tại cật qua thánh quân nghi thức phúc lợi cấp cho hoàn tất thời điểm, A Thập Lục tổng cộng rèn luyện bốn đạo tiên cốt, thứ năm tiên cốt cũng đã thành hình, lập tức liền hoàn thành tứ phẩm cảnh giới hơn phân nửa hành trình. Tô thị A Thập Lục đôi mắt đẹp hé mở, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, tước yêu tiểu thải đồng dạng mở to mắt, nàng là yêu tu, ngũ phẩm trước đó tu luyện đường đi cùng nhân loại có chỗ khác nhau. Hiện tại, cảnh giới của nàng cũng là đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến tam phẩm đỉnh phong, khoảng cách độ kiếp mặc dù còn có đoạn khoảng cách, nhưng khoảng cách này đã không xa. Nguyên bản, tiểu thải vẫn cho rằng lấy thiên phú của mình tư chất, cho dù có sư phụ tuyển thủy cùng kim liên duyên thọ trăm năm, cũng rất khó đột phá đại cảnh giới. Nhưng không nghĩ tới bái sư mới không bao lâu, nàng vậy mà đụng chạm đến tam phẩm cảnh giới đỉnh cao. Tiểu thải nhẹ nhàng vỗ vỗ bản thân cánh, nàng nhớ tới đông phương lục trưởng lão lời nói, tiếp nhận rồi sư phụ tống thư hàng cũ đạo hiệu, kim cương quân tử đao, đồng thời, nàng tại nhất định trên ý nghĩa kế thừa sư phụ khí vận. Mà bây giờ, theo sát lấy sư phụ bước chân, nàng thật sự chia sẻ đến đại khí vận, tấn cấp có hy vọng. Thậm chí tiếp tục như vậy nữa, nàng ngũ phẩm đều có hy vọng. Đến lúc đó, nàng liền có thể chân chính hóa thân thành người, không cần mượn nhờ đặc thù pháp môn. Tước yêu tiểu thải mục tiêu rất thấp, mục tiêu của nàng cho đến bây giờ, còn định tại, ngũ phẩm đại yêu cánh cửa. Kim cương quân tử đao tiểu thải, hắc hắc, tiểu thải nhẹ nhàng thì thầm, giờ khắc này, nàng chân chính từ sâu trong linh hồn tiếp nhận rồi cái này đạo hiệu. Mà khí thế của nàng cũng phát sinh vi diệu cải biến. Bởi vì lần này, nàng từ sâu trong đáy lòng cho rằng, mình nhất định phải phối thượng cái này đạo hiệu mới được. Tức muốn kim cương, cũng phải quân tử. Thì mơ mơ màng màng mở to mắt, sau đó bắt đầu kiểm kê trong cơ thể mình đan điền khiếu huyệt lấy bản mệnh đan điền bắt đầu một mực đi lên số theo thứ tự là thứ hai đan điền long vĩ thứ ba đan điền long trảo cùng thứ tư đan điền long khu a à, a à, ta cũng là nhị phẩm cảnh giới tiểu cao thủ rồi thi lẩm bẩm nói có phải hay không là ta còn đang nằm mơ không có tỉnh bằng không mà nói nhị phẩm cảnh giới nào có tốt như vậy tu luyện bình thường tu sĩ mỗi một cái đan điền còn lớn hơn nửa năm thậm chí trên năm thời gian đi tu luyện. Liền xem như mộng, đây cũng là cái mộng đẹp, để cho ta tuy đẹp mỹ mộng một hồi, thì nghiêm túc gật đầu nói. Cuối cùng là thông nương, nàng phát hiện một cái rất không ổn sự tình. Cảnh giới của nàng, thế như trẻ tre, tăng lên tới nhị phẩm thứ 8 đan điền hóa long giác cảnh giới. Trong cơ thể nàng chân khí bắt đầu hóa làm chân khí sông lớn, muốn từ thứ 8 đan điền phun ra ngoài. Tống Thư Hàng, không tốt rồi, ta sắp độ kiếp rồi. Thông nương lớn tiếng kêu lên. Vấn đề là, nàng từ khi lần trước tiếp nhận thiên nhai tử đạo trưởng, truyền công phía sau mặc dù cũng có vất vả tu luyện, nhưng phần lớn thời gian giống cá ướp muối đồng dạng còn sống. Nàng còn chưa làm tốt độ kiếp chuẩn bị. Phát giác được thông nương trạng thái phía sau bắc phương đại đế khóe miệng có chút run rẩy hắn vung tay lên một cái, đem thông nương từ trong trận nhãn mang ra, đưa nàng đưa đến tống thư hàng bên người. Không sợ, khoảng cách độ kiếp còn thiếu một chút." Tống thư hàng cười an ủi, sau đó hắn đưa tay bắt lấy Thông Nương, đưa nàng đưa vào đến Hạch Tâm Thế Giới. Tại đêm Thông Nương đưa về đồng thời, công nức xà mỹ nhân lặng lẽ trở về Tống thư hàng sau lưng, không rên một tiếng, nhưng nàng khẳng định cũng nhận lợi ích to lớn. Tiếp đó, các người từ trong đại trận rút lui, nghi thức sắp hoàn thành, Bắc Phương Đại Đế lên tiếng nói. Tính toán thời gian, nghi thức sau khi kết thúc, hẳn là còn tới kịp ăn cơm chưa? chương 1165, Tống lần này thực như bức thư hàng. Tống thư hàng, Tô Thị A thập lục, thi, tiểu thải toàn bộ rời khỏi đại trận phạm vi. Tô Thị A thập lục ngự đao mà lên, mang theo thi cùng một chỗ lui lại. Tống thư hàng thì mang theo tiểu thải, ngự đao cùng Tô Thị A thập lục tịnh lập. Tại mấy người lui lại phía sau chỗ kia đại trận quang mang biến càng thêm chói mắt. Liên tống thư hàng mấy người cũng vô pháp xuyên thấu qua cái này quang mang chói mắt, đi xem trong đại trận bộ biến hóa hy vọng cật qua đạo hữu có thể thuận lợi thành công. Tống Thư Hàng chúc phúc đạo. Ăn thịt người miệng mềm, mới từ cật qua thánh quân cái kia đạt được lợi ích to lớn, mấy người cũng đều hy vọng cật qua thánh quân cũng có thể thuận lợi hoàn thành nghi thức, tốt nhất có thể tại hoàn thành nghi thức phía sau nhìn thấy tấn thăng cửu phẩm hy vọng. Nghi thức đến trước mắt hoàn thành rất thuận lợi, lúc này, Tô Thị A thập lục trả lời, ta muốn lui ra ngoài thời điểm, chú ý tới cật qua tiền bối nhục thân, trong thân thể của hắn đã thành công uẩn dục ra một bộ công đức thân thể. Hiện tại, hẳn là công đức chi thân thoát ly cũ nát nhục thân lúc đi ra. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Đại trận bên trong, công đức chi quang càng phát ra lóa mắt, trận pháp phạm vi bao phủ cũng càng phát ra khổng lồ. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục chỉ có thể lại lui về phía sau một số, miễn cho bị trận pháp tác động đến. Thời gian cực nhanh, hơn nửa canh giờ, nghi thức đại trận còn tiếp tục tản ra quang mang mãnh liệt, nhìn qua một lát còn không kết thúc được. Tống Thư Hàng đem chính mình, khôi lỗi ngân long, tế đi ra, để nó lơ lửng ở trên mặt biển, sau đó hắn cùng A Thập Lục, Thi, Tiểu Thải ngồi ở khôi lỗi ngân long thượng làm sơ nghỉ ngơi. A Thập Lục tựa hồ rất mệt mỏi, ngồi ở ngân long khôi lỗi thượng phía sau tựa ở Tống Thư Hàng trên bờ vai, rất nhanh liền xa vào đến trạng thái ngủ. Trên thực tế từ hôm nay dạng sáng lên, nàng vẫn ở vào tinh thần mỏi mệt cùng sơ lược trạng thái hư nhược. Có thể chống đến nghi thức đại trận phúc lợi cấp cho kết thúc, đều là nàng ý chí lực cường đại biểu hiện. Tại A thập lục bên người, thì cũng tại đánh chập mắt, nàng gần nhất có thể là muốn vươn người thể, tương đối tham ngủ. Tống thư hàng nhẹ nhàng nâng tô thị A thập lục, sau đó đưa nàng cùng thi đưa vào đến hạch tâm thế giới, ở nơi đó cho các nàng an trí một chương giường lớn, làm cho các nàng nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu thải, người muốn về hạch tâm thế giới nghỉ ngơi không? Tống Thư Hàng hỏi. Tiểu thải lắc đầu, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn cái kia khổng lồ công đức chi quang đại trận, sư phụ, ta nghĩ lưu tại nơi này. Ta cảm giác chỉ cần đứng ở chỗ này, trên người công đức chi lực giống như đều tại tăng lên. Tống Thư Hàng nghe vậy, lập tức cảm ứng một chút trạng thái của mình. Thật đúng là như thế, chỉ cần ở tại nghi thức trận pháp phụ cận, trên người công đức chi lực liền sẽ chậm rãi tăng lên, chỉ là cái này tăng lên đường cong rất rất nhỏ, đối tống thư hàng mà nói, liền chín châu một sợi lông cũng không bằng, cho nên bị hắn xem nhẹ. Mà tiểu thải trên người công đức chi lực còn không phong phú, cho nên dù là gia tăng không nhiều, nàng còn có thể bén nhạy cảm ứng ra tới. Vậy ngươi ở lại đây, nhưng không thể gần gũi quá đại trận, miễn cho xảy ra bất chắc. Tống thư hàng đạo, tiểu thải nhẹ gật đầu. Tống thư hàng khoanh chân ngồi ở khôi lỗi ngân long bên trên, lấy điện thoại cầm tay ra, theo thói quen ấn mở cửu châu nhất hào quần. Hắn muốn lên tuyến nhìn xem, nếu như gặp gỡ hàng hỏa chân quân, liền thuận tiện nói cho chân quân tại phụ cận hải vực thấy được nho ra kiếp tiên đứng đầu, đạo tử, sự. Mặc dù là sáng sớm, nhưng là trong đám đều là người tu tiên, mấy ngày mấy đêm không ngủ đều rất bình thường, cho nên tại tuyến người vẫn là rất nhiều. Tống thư hàng sau khi lên nét, đầu tiên là phát cái tin, các tiền bối, ta rốt cuộc triệt để tấn thăng tứ phẩm cảnh giới Á cái gì thư hàng ngươi không phải tại nhân tiền hiển thánh thời điểm liền tứ phẩm sao bác hà tán nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi bá tống là như vậy lúc ấy tấn cấp lúc kỳ thật ta đã xảy ra một ít vấn đề ta tấn thăng tứ phẩm lúc mới tấn thăng một nửa hư đan không có triệt để thành hình xem như nửa bước tứ phẩm hôm nay vận khí ta đặc biệt tốt lại gặp được một đợt phúc lợi hư đan lập tức liền thành hình còn thuận tiện lấy ngưng tụ cái thứ nhất tiên cốt rèn luyện hoàn thành ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu bạch hạc, hạc nói, nhật. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá, giao nói, nhật. Cuồng đao tứ lãng, lãng nói, nhật. Tuyết lang động chủ, lang nói, nhật. Diệt phượng công tử, mèo nói, nhật. Thôn vân tăng, tăng nói, nhật. Tống thư hàng. Lệ chi tiên tử, chúc mừng thiên niên đệ nhất thánh bá tống huyền thánh, tấn thăng tứ phẩm. Tạ ơn lệ chi tiên tử, vẫn là tiên tử tốt nhất rồi, Tống thư hàng đảo, cuồng đao tứ lãng, thiếu niên, người quá ngây thơ rồi. Người cho rằng lệ chi tiên tử tại khen ngươi, thiên niên đệ nhất thánh bá tống huyền thánh, rốt cục tấn thăng, tứ phẩm, lệ chi tiên tử trong bóng tối cười ngươi đây. Tống thư hàng, lệ chi tiên tử, minh nguyệt bao lâu có, Phật sơn nhân dân phát tới điện mừng, chúc mừng bá tống huyền thánh tấn thăng tứ phẩm. Túy duê cư sĩ gần nhất đang liều mạng soát tồn tại cảm giác, miễn cho mình bị người quên điền thiên đảo chủ tiêu giao đảo nhân dân phát tới điện mừng chúc mừng bá tống huyền thánh tấn thăng tứ phẩm điền điềm phó đảo chủ điện mừng nội dung giống như trên lưu huỳnh tiên tử lập tức đuổi theo vân nam nhân dân phát tới điện mừng chúc mừng bá tống huyền thánh tấn thăng tứ phẩm trong đám chủ đề lập tức lại không biết lệch ra đi nơi nào bắc hà tán nhân đúng rồi tiểu thập lục có phải hay không đi cùng với ngươi tống thư hàng trả lời hừm A à thập lục thu hoạch cũng rất lớn. Nàng một hơi thành công rèn luyện bốn cái đạo cốt, cũng đem để ngũ cây đạo cốt ngưng tụ thành hình. Bắc Hà tán nhân ngẩng đầu vọng thiên ta chỉ là hỏi Tiểu thập lục có phải hay không đi cùng với ngươi, không có để ngươi nói A à thập lục thu hoạch a. À. Áp lực thật lớn. Từ khi Tống Tiểu hữu ra quần phía sau cửu châu nhất hào quần bên trong bọn hậu bối từng cái giống đổi mới rồi loại động cơ đồng dạng tu luyện đột tiến mạnh. Gần nhất trong đám nghe được nhiều nhất chủ đề liền là ai 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 lại lên cấp ai 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 lại phải độ kiếp rồi thân là lão tiền bối, bác hà tán nhân cảm giác áp lực thật lớn. Bọn hắn những này lão tiền bối, cũng phải ra tốc đi lên, không thể thật sự bị hậu bối từng cái gặp phải, như thế cũng quá mất mặt. Lúc này, linh điệp đảo vũ nhu tử cô nương thượng tuyến. Nàng vừa lên nét, liền thấy tống thư hàng tại tuyến, liền vui vẻ chào hỏi. Anh chu tiên tử vũ nhu tử, tống tiền bối thật là lợi hại, ta đều thật vất vả mới ngưng tụ xong một cây đạo cốt, người bây giờ cảnh giới đã giống như ta á. Ta cũng phải cố gắng lên, nếu không liền bị ngươi vượt qua á. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Ừm ân, cùng một chỗ cố gắng. Đúng, vừa lấy được hôm nay tu sĩ Nhật Báo A, tống tiền bối ngươi lại cấp trên đầu á. Anh Chu Tiên Tử Vũ Nhu Tử Đạo. Thiên phủ khí tông dương huyền hiếu kỳ hỏi, lên đầu để rồi. Chuyện gì xảy ra, hôm qua thư hàng tiểu hữu không phải dùng, hạch uy hiếp đem bí đao thánh quân bước cho lui việc này cũng có thể lên đầu đề dương huyền người có chỗ không biết hôm qua thư hàng tiểu hữu dùng hạch uy hiếp dọa lùi bí đao thánh quân sau kết quả tại đêm trăng tròn lúc lại xui xẻo gặp gỡ bí đao thánh quân ha 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 bắc hà tán nhân giải thích nói thiên phủ khí tông dương huyền phúc anh chu tiên tử vũ nhu tử theo tu chân nhật báo đưa tin nói đêm qua thời điểm bí đao thánh quân sửa lại khiêu chiến đối tượng đột nhiên kết thúc cùng bá tống huyền thánh quyết đấu, sau đó muốn tại đêm trăng tròn, đi khiêu chiến một vị uy tín lâu năm tiền bối, cật qua thánh quân. Theo đưa tin nói, vị này cật qua thánh quân là bí đao rất ngưỡng mộ lão tiền bối. Chật chật, bí đao khiêu chiến cật qua, cái này đạo hiệu liền bị khắc khắt gao, còn thế nào đánh? Lệ chi tiên tử phát cái khuôn mặt tươi cười. Cuồng đao tứ lãng, ta hoài nghi, lúc ấy bí đao thánh quân đang chọn tuyển thánh hào thời điểm, có lẽ chính là hướng vị này, cật qua thánh quân, gửi lời chào, lựa chọn bí đao thánh quân cái này thánh hào. Vũ Nhu Tử nói tiếp, cật qua versus bí đao kết quả thế nào? Tống Thư Hàng tiểu hữu là lúc nào gặp gỡ bí đao? Đầu đề chủ yếu nói cái gì? Bác Hà Tán Nhân nói. Vũ Nhu Tử bắt đầu tiếp tục giới thiệu đưa tin, hừng, đưa tin đã nói, sự tình rất khéo, khi bí đao thánh quân đi khiêu chiến cật qua tiền bối lúc, ở nửa đường thượng lại gặp được tống tiền bối. Sau đó, bí đao thánh quân ý tưởng đột phát, muốn khiêu chiến cật qua thánh quân trước đó, trước nếm thử tống tiền bối vũ khí bí mật, bất quá đưa tin thượng không có giới thiệu vũ khí bí mật là cái gì. Đông phương tĩnh tuyết tiên tử nghe đến đó lúc, nói thật nhanh, cái gọi là vũ khí bí mật, chỉ là thiên kiếp bom nguyên tử A. Ha 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 ha, phía dưới nội dung cốt truyện ta đã có thể đoán được, tống thư hàng thiên kiếp bom nguyên tử tại hiện thế bạo tạc không được, chỉ có thể dùng để dọa người. Vậy kế tiếp, chính là bí đao thánh quân khám phá chân tướng, đem tống thư hàng đè xuống đất dừng lại treo lên đánh đúng hay không. Đồng quái tên kia hắc quẻ, không nghĩ tới vẫn là ứng nghiệm. Đông phương tính tuyết tiên tử cùng thiên phủ khí tông dương huyền nhất dạng, tối hôm qua hậu kỳ không online, cho nên còn không biết tống thư hàng dùng cầm, xích tiêu kiếm chính diện đánh nổ bí đao thánh quân sự. Tính tuyết tiên tử lần này lại là đoán sai a à? lệ chi tiên tử thở dài. Này lúc, ngồi trên ngân long tống thư hàng, huy động lấy nói chuyện phiếm ghi chép, cười hắc hắc hắn mở ra bản thân quần danh thiếp, đem danh tự đổi thành tống lần này thực nghiêu bức thư hàng. Thật vất vả có thể tại, cửu châu nhất hào quần, bên trong cái ép cảm giác thật sự sảng khoái, mà lại cái này bức không cần bản thân trang, hắn chỉ dùng đứng ngoài quan sát lấy, nhìn lấy sống ở quần nói chuyện phiếm nội dung bên trong chứa ép bản thân. Thoải mái cảm giác gấp bội. Anh chu tiên tử vũ nhu tử, không phải nha tống tiền bối cùng bí đao thánh quân định ra rồi, một chiêu ước hẹn, hai người một chiêu phân thắng thua tu sĩ nhật báo thượng ghi chép nói, bá tống huyền thánh không hổ là thiên niên đệ nhất thánh, một chiêu phần thiên hỏa diễm đao, liền phẳng phất mặt trời nhỏ, thiêu cháy tất cả. Một kiếm xuống dưới, chính diện đánh vỡ bí đao thánh quân phòng ngự, kết thúc một chiêu ước hẹn, vì thiên niên đệ nhất thánh versus thiên niên đệ ngũ thánh, vẽ xuống dấu chấm tròn. Đây chính là hôm nay đầu đề song thánh cuộc chiến, bá tống huyền thánh một chiêu miểu sát bí đao thánh quân. Tống thư hàng tiểu hữu cái này đợt, song thánh cuộc chiến, không thể không phục. Ngón tay cái biểu lộ Bắc Hà Tán Nhân cảm thán nói. Tống lần này thực nghiêu bức thư hàng, nhếch miệng cười biểu lộ. Không cần nhiều lời, hết thảy đều không nói bên trong. Anh Chu Tiên tử Vũ Nhu tử, sau đó là hôm nay đầu thứ hai lớn tin tức, cật qua thánh quân dùng bí pháp giáng lâm, quyết chiến bí đao thánh quân. Tống thư hàng, ngọa thảo, quên chuyện này, cật qua Thánh quân sau cùng mặt đều biến thành của hắn bộ dáng, còn bị bí đao đánh điên cuồng một trận đến. Chương 1166, sẽ thay bản thể làm bài tập phân thân thật tốt. Cũng không biết tu sĩ nhật báo phóng viên là thế nào ghi chép ngay lúc đó chiến đấu. Sẽ không lại nhắc lên hắn a. À. Nhớ tới đồng quái tiền bối cái kia đáng sợ cơ hồ thuộc về nhân quả luật vũ khí, cấp bậc hắc quẻ, đưa tin thượng đầu thứ hai, không phải là đại thiên chương để lên. Tống Thư Hàng mặt, hình thức cật qua thánh quân, bị bí đao thánh quân cuồng đánh ảnh chụp A. À. Lúc này, anh chu tiên tử Vũ Nhu Tử tiếp tục nói, đưa tin thưởng ký càng giới thiệu cật qua versus bí đao chiến đấu, cả chàng chiến đấu giai đoạn trước thanh thế 10 phần, cật qua thánh quân cùng bí đao thánh quân giống lên một tiếng, đinh tai nhức óc. Chiến đấu cuối cùng, lấy cật qua thánh quân một chiêu công đức bí pháp, đánh bại bí đao thánh quân. Tối hôm qua bí đao thánh quân, hai lần đổ vào, mặt trời nhỏ công kích phía dưới bá tống huyền thánh một kiếm kia, tựa như mặt trời chói trang trên không. Cật qua thánh quân đại nhật công đức bí pháp, đồng dạng như là mặt trời nhỏ đồng dạng lóa mắt. Kết thúc, bác Hà Tán nhân hỏi. Nói thật, khi Vũ Nhu Tử nâng lên đầu thứ hai tin tức lúc, hắn còn tưởng rằng nội dung cốt truyện sẽ có đảo ngược. Mặc dù bác Hà Tán nhân cùng đồng quái tiên sư ở giữa một mực nhìn không hợp nhãn, nhưng là luận hắc quẻ, toàn bộ thế giới bắc Hà Tán nhân chỉ phục đồng quái cái này ra hỏa hắc quẻ, đều nhanh dính đến nhân quả luật. Hưng, đưa tin kết thúc, bí đao thánh quân tối hôm qua đã trải qua nhị liên bại, nhưng hắn cũng hướng mọi người đã chứng minh hắn phòng ngự chi đạo điểm mạnh, mục đích của hắn đã đạt tới. Vũ Nhu Tử đem trên báo chí một câu lời bình kéo qua, làm kết thúc ngữ. Không có đảo ngược, trong đám đạo hữu khác cùng Bắc Hà Trân Quân là cùng một cái phản ứng. Tống Thư Hàng nghe đến đó, lập tức thật to nhẹ nhàng thở ra tu sĩ nhật báo phóng viên cũng không có đăng ký sự việc dư thừa. Lệ chi tiên tử, nói cách khác, chuyện này đã có một kết thúc. Mà lại, toàn bộ sự việc phát triển, tự cùng đồng quái tiên sư tính toán đồng dạng. Tống Thư Hàng không chỉ có bước lùi bí đao thánh quân, thậm chí thật sự đem bí đao thánh quân chính diện đánh nổ. Không chỉ có như thế, hắn còn như đồng quái quẻ tượng nói tới đồng dạng, danh dương toàn bộ tu luyện giới, thiên nhiên đệ nhất thánh tên tuổi từ này một trận chiến phía sau xem như triệt để ngồi vững. Bắc Hà Tán Nhân, đồng quái thật sự tính một quẻ chuẩn. Không tính hắc quẻ đồng quái, còn là một tốt đồng quái sao? Cuồng đao tứ lãng, ta vẫn là đang nghĩ, có phải hay không đồng quái tiên sư thật sự đem chính mình quái tượng ngược lại rồi? Hiến công cư sĩ, ta vừa rồi đem tháng này nói chuyện phiếm ghi chép, từ đầu tới đuôi lật nhìn một lần. Lúc ấy đồng quái thượng tuyến lúc, thượng lại là thiết quái tài khoản. Sau đó lại kết hợp mọi người suy đoán, ta đang suy nghĩ lúc ấy xem bói, có thể hay không một người khác hoàn toàn. Đạn hạt nhân cư sĩ không đúng, là hiến công cư sĩ, bây giờ còn đang chữa thương trạng thái, hiện tại hắn giống như vị bệnh nhân đồng dạng tại dưỡng thương, không cách nào động đậy, cho nên mới có thể nhàm chán đến lật thật dày, cửu châu nhất hào quần, nói chuyện phiếm ghi chép, còn nhìn từ đầu tới đuôi. Tỷ như đem đồng quái bắt đi muốn sinh bé con thần thú tiền bối. Lệ chi tiên tử nhãn tình sáng lên, vị kia thần thú tiền bối thực lực phi phàm, có lẽ tại quái toán thường cũng có một tay nói không chừng là hắn mượn thiết quái tài khoản đi lên cho tống thư hàng tính một quẻ bắc hà tán nhân lập tức não đại động mở ta đang nghĩ có phải hay không đồng quái cùng vị kia thần thú tiền bối sinh sống sau một thời gian ngắn vị tiền bối kia giải được đồng quái tính hắc quẻ bản chất sau đó khi đồng quái cách không cho tống thư hàng tiểu hữu tính một quẻ thời điểm vị kia thần thú tiền bối hảo tâm đem quẻ quả cho đảo ngược tới sau đó lại gửi đi cho chúng ta cửu châu nhất hào quần bên trong các đạo hữu càng nói càng cảm giác có khả năng. Đồng quái nếu như không tính hắc quẻ, vậy hắn vẫn là đồng quái sao? Liên quan tới tống thư hàng tiểu hữu cái này một quẻ sở dĩ chuẩn như vậy, khẳng định là có người động tay chân. Vũ Nhu Tử, kỳ thật lần sau chờ đồng quái tiền bối thượng tuyến, chúng ta hỏi một chút đã biết. Đồng quái tiền bối cách mỗi bao lâu thời gian có thể lên tới một lần. Ta tương đối muốn biết, hắn cùng vị kia thần thú tiền bối đã mang thai tiểu bảo bảo không hẳn là không có nhanh như vậy a à. lúc này mới mấy ngày thời gian bắc hà tán nhân nói cuồng đao tứ lãng bắc hà người quá ngây thơ rồi có chút đặc thù chủng tộc một ngày liền có thể mang thai năm ngày liền có thể sinh con vị kia thần thú tiền bối huyết mạch như thế đặc thù nói không chừng lần sau gặp mặt chúng ta liền có thể nhìn thấy rất nhiều tiểu đồng quái tam lãng người đi chết đi ta nguyền rủa ngươi về sau sinh nhi tử không có tiểu đinh đinh. Lúc này, đồng quái tiên sư đột nhiên thượng tuyến. Cuồng đao tứ lãng, ngọa thảo, đồng quái ngươi đi lên. Ta gần nhất dần dần phát hiện một ít quy luật, ta hiện tại vị trí, thường cách một đoạn thời gian có thể thoáng thượng một lát tuyến. Đồng quái tiên sư trả lời. Bắc Hà tán nhân, sinh bảo bảo sao. Bắc Hà ngươi cũng cho ta đi chết. Đồng quái tiên sư cả giận nói, người cái này mối tình đầu bạn gái là nhân vật ảo ra hỏa, độc thân cả một đời đi thôi. Đó là tâm ma, không phải mối tình đầu bạn gái. Mà lại ta đã khám phá cái kia tâm ma, bác hà tán nhân cũng nổi giận. Cuồng đao tam lãng, đồng quái thượng tuyến thời gian có hạn, đừng nói nhảm. Hỏi ngươi sự kiện, đồng quái, trước ngươi cho tống thư hàng tiểu hữu tính toán cái kia một quẻ, là chính ngươi tính toán sao? Đồng quái tiên sư, tiên sư, vậy mà không có trả lời vấn đề này. Là cự tuyệt trả lời vẫn có cái gì không thể nói nỗi khổ tâm. Lệ chi tiên tử, không tiện trả lời sao. Đồng quái tiên sư, bác hà tán nhân, xem bộ dáng là thật sự không tiện nói, ở trong đó khẳng định có ẩn tình. Bất quá không quan hệ, chúng ta đoàn người đã trong lòng hiểu rõ cái này một quẻ khẳng định có vấn đề. Tóm lại, người vẫn là cái kia biết coi bói hắc quẻ đồng quái, chúng ta an tâm. Đồng quái tiên sư, lúc này, tống thư hàng đạt được, đồng quái tiên sư, thượng tuyến nhắc nhở, Hắn vội vàng nổi lên, đồng quái tiền bối, ngài rốt cuộc đi lên Á. Hỏi người kiện chuyện trọng yếu, rất gấp. Đồng quái tiên sư, chuyện gì? Người biết đưa người bắt đi thần thú tiền bối căn nguyên sao? Nàng và Long tộc Kim Long Thủy Tổ ở giữa, có quan hệ hay không? Có thể giúp ta hướng nàng hỏi một chút vấn đề này không? Tống Thư Hàng nhanh chóng hỏi. Đồng quái tiên sư, người biết Kim Long Thủy Tổ. Gần nhất vừa hiểu rõ một chút, Tống Thư Hàng đạo đồng quái tiên sư, nàng nói, nàng đích xác cùng kim long thủy tổ có quan hệ, người muốn hỏi nàng vấn đề gì. Thần thú tiền bối tự cùng đồng quái tiên sư ở chung một chỗ. Hai vị quan hệ tựa hồ so cửu châu nhất hào quần các đạo hữu tưởng tượng muốn thân mật. Mặt khác cái kia thần thú tiền bối, quả nhiên là, long vương điện, bên trong trên bức họa 36 hình thái thần thú, là kim long thủy tổ yêu sùng. Cái kia nàng biết, Kim Long thủy tổ cùng một cái ngoại hiệu, đầu gỗ, ra hỏa quan hệ trong đó sao?" Tống Thư Hàng lại hỏi. "Đồng Quái tiên sư," nàng nói, nàng cực tuyệt trả lời hết thảy cùng, đầu gỗ có liên quan vấn đề. "Đầu gỗ nên muốn chết một vạn lần." Tống Thư Hàng, "Kiều Kiều, ta tận lực." Vốn định thông qua Đồng Quái tiên sư, từ thần thú tiền bối cái kia đạt được, Tống đầu gỗ cùng Kim Long thủy tổ, hai người ước định bảo tàng chỗ, nhưng đáng tiếc, biện pháp này không làm được thần thú tiền bối hiển nhiên đối, tống đầu gỗ, oán niệm cực sâu, cự tuyệt trả lời hết thảy cùng tống đầu gỗ có liên quan sự. Năm đó tống đầu gỗ đến cùng làm bao nhiêu oán trời trách đất sự. Tống thư hàng trong lòng không hiểu có chút tâm tác ra hoảng hốt. Tốt ha, à, cái kia liên quan tới, đầu gỗ, sự liền không hỏi. Đồng quái tiền bối, người sẽ giúp ta hỏi một chút, thần thú tiền bối hắn có biết hay không, thú thần bộ, sự tình. Tống thư hàng hỏi. Dựa theo Long Vương Điện bên trong, Kim Long Thủy Tổ cùng Tống Đầu Gỗ nhắn lại đến xem, lúc trước phiến cổ thiên đình, thú thần bộ, bị Tống Đầu Gỗ âm thầm chuyển di ra ngoài, chia một sáng một tối. Công khai chuyển đi ra, là tam thập tam thú thần tông, mà âm thầm chuyển đi ra truyền thừa, nhưng lại không biết ở đâu. Chuyển di thú thần bộ sự tình, Tống Đầu Gỗ cũng không có dấu giếm Kim Long Thủy Tổ, nói không chừng Kim Long Thủy Tổ cùng nàng yêu sủng có thể biết một chút điểm tình báo. Ước chừng một lát sau, Đồng quái tiên sư hồi phục, nàng hỏi ngươi, ngươi có phải hay không nghĩ muốn hiểu rõ năm đó thú thần bộ ám trung truyền thừa sự? Tống thư hàng, đúng đúng đúng. Đồng quái tiên sư, nàng nói, trong tay nàng thật có một số manh mối cùng tình báo. Bất quá, ngươi cần nỗ lực để cho nàng hài lòng đại giới. Tiền bối nàng cần gì? Tống thư hàng hỏi. Thứ cần thiết rất nhiều, bất kể là chữa trị thương thế thánh dược hoặc là vật liệu, đều được. Manh mối trước tiên có thể nói cho ngươi, vật liệu người chậm rãi thu thập liền tốt công bằng giao dịch nếu như người đến lúc đó thu thập vật liệu rất chân quý nàng sẽ chờ giá bổ sung chênh lệch giá đồng quái tiên sư đạo tống thư hàng nghĩ nghĩ sau nói thành không có vấn đề tình báo này chỉ có thể giao cho tống thư hàng tiểu hữu một mình ngươi đồng quái tiên sư đạo tiếp đó đồng quái tiên sư nói chuyện riêng tống thư hàng thú thần bộ ám trung truyền thừa cũng không tại nhân loại tu sĩ trên thân âm thầm truyền thừa giao cho linh thú cùng yêu thú từ bọn chúng tạo thành một cái yêu tu cùng linh thú liên minh phụ trách truyền thừa thú thần bộ hoàn chỉnh truyền thừa người nếu muốn tìm kiếm từ nơi này một phương diện ra tay đi từ linh thú cùng yêu thú tạo thành ám chung truyền thừa thật sự là ngoài ý liệu lại tại hợp tình lý đáp án thú thần bộ vốn là cùng linh thú ở giữa quan hệ thân mật vô gian xa cổ thú thần bộ đại sư bên người đều sẽ có chân quý bản mệnh linh thú đem âm thầm truyền thừa giao cho linh thú cùng yêu tu đến truyền thừa tiếp hoàn toàn chính xác rất thích hợp mặt khác tống tiểu hữu bạch tiền bối độ kiếp thành công không đồng quái tiên sư lại đột nhiên hỏi tống thư hàng còn không có đâu bất quá cũng nhanh thôi bởi vì thiên kiếp vũ khí tại hiện thế không có cách nào bạo tạc bạch tiền bối hứng thú đại giảm hẳn là chẳng mấy chốc sẽ kết thúc thiên kiếp thật sự là chờ mong bạch tiền bối huyền thánh giảng pháp ta bên này không sai biệt lắm lại phải ngắt mạng chúng ta gặp lại sau. Nói không chừng ta vừa vặn có thể gặp phải bạch tiền bối huyền thánh giảng pháp. Đồng quái tiên sư đạo. Tống thư hàng, tiền bối người có thể đi ra rồi. Sinh bé con thành công. Qua mấy ngày, ta có thể đi ra dạo chơi. Đồng quái tiên sư lệ rơi đầy mặt nói. Kết thúc cùng đồng quái tiên sư trò chuyện phía sau tống thư hàng nghĩ nghĩ, cho bạch tôn giả truyền tờ giấy, bạch tiền bối, độ kiếp kết thúc rồi à. Bạch tiền bối rất mau trở lại phục tống thư hàng, bất quá là phân thân của hắn tại hồi phục, lập tức liền muốn xong việc, hiện tại ta đang thay thế bản thể tại viết huyền thánh giảng pháp, bản thảo đâu, một hồi nhân tiền hiển thánh thời điểm dùng. Sẽ thay bản thể làm bài tập phân thân, thật tốt, mời cho ta đến một tá. Chương 1167, bạch tiền bối tóc của ngươi dài bao nhiêu rồi? Bạch tôn giả loại này phân thân, thật sự là tống thư hàng tha thiết ước mơ phân thân pháp. Không chỉ có thể thay chủ nhân viết bản thảo còn có thể thay chủ nhân thủy quần nói chuyện phiếm, lại có thể thay chủ nhân đi cản tai chỉ có ngươi không nghĩ tới, cơ hồ liền không có dạng này phân thân làm không được sự tình. Nếu có thể học được bạch tiền bối loại này phân thân thuật, ngẫm lại cũng cảm giác mỹ tích hung ác. Tại là, Tống thư hàng nhịn không được viết tờ giấy nhỏ hỏi thăm, bạch tiền bối, ngài loại này phân thân thuật truyền ra ngoài không? Người muốn học, bạch tôn giả trả lời. Tống thư hàng liều mạng gật đầu đang muốn về cái, ngấm lại muốn, dạng này phân thân thuật, ai không muốn muốn a. À. Nhưng mà lúc này, Bạch Tôn giả nhưng lại hồi phục một câu, thật đáng tiếc, đây là ông trời của ta phú năng lực không dạy được ngươi. Tống thư hàng ngẩng đầu vọng thiên. Tại tu chân giới, năng lực thiên phú loại vật này nhất bắc, ngang ngược không biết lý lẽ nhất. Bất quá, về sau có rảnh rỗi, ta thử một chút có thể hay không nghiên cứu cái tương tự phân thân thuật đi ra, công năng đơn giản hóa một điểm, cũng không có vấn đề. Muốn hay không, Bạch Tôn giả lại nói. Muốn muốn, Tống Thư Hàng vội vàng trả lời. Bạch Tôn giả, ân, có rảnh ta thử nghiên cứu cái chơi đùa. Đúng, có ăn sao. Tống Thư Hàng nhìn một chút bản thân hạch tâm thế giới, không gian pháp khí, phát hiện đã không có có thể ăn đồ vật. Bạch Tiền bối các loại, ta bên này có cái nghi thức đại trận sau khi kết thúc, ta liền đi cho ngươi tìm một chút ăn ngon. Tống Thư Hàng đạo nói lên ăn, hắn lập tức liền nhớ tới, cật qua thánh quân nhưng hắn lại lập tức đem ý nghĩ này cho ném ra khỏi đầu, hắn cũng không phải bắc phương đại đế, nhưng không có muốn đem cật qua thánh quân chia mấy nổi hầm rơi suy nghĩ. Tốt, loại kia ta nhân tiền hiển thánh phía sau đi ra lại ăn. Bản thể độ kiếp đã là giai đoạn sau cùng, ta trước đem, huyền thánh giảng pháp, bản thảo viết xong. Đúng rồi các người có đồ vật gì muốn nghe sao? Đến lúc đó ta giảng pháp lúc ưu tiên chiếu cố trong đám đạo hữu giảng hơi lớn nhà muốn nghe đồ vật. Bạch tôn giả trả lời. Ta có chút đồ vật muốn giải, bất quá không cần huyền thánh giảng pháp. Ta nghĩ thử học một ít bạch tiền bối, duy nhất một lần phi kiếm, chỉ cần có thể làm đến để phi kiếm bắn ra đi trình độ là được." Tống thư hàng trả lời. "Bạch tôn giả, duy nhất một lần phi kiếm bao quát trận pháp học, phù văn học, vũ khí cường hóa học, có rảnh ta cho ngươi chuyên môn học bù. Ngươi hỏi một chút trong đám đạo hữu khác, có cái gì muốn nghe?" "Ta đi hỏi một chút." Tống thư hàng trả lời. Sau đó Hắn lại lần nữa mở ra Cửu Châu nhất hào quần. Vừa mở ra lúc, lại phát hiện trong đám này lúc náo nhiệt cực kỳ. Hắn quét soát tin tức, phát hiện là Hoàng Sơn chân quân xuất hiện mang theo chủ đề. Hoàng Sơn chân quân rốt cuộc đem quần danh thiếp sửa lại trở về, không còn là Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Toàn thể thành viên, tháng này ngày 23, tiết thu phân, là ngày tháng tốt. Ta quyết định tại một ngày đó, đem đậu đậu cho gả đi. Mọi người có rảnh rỗi, ngày hôm đó tại Hoàng Sơn tập hợp. Hảo Hảo náo nhiệt một chút, đem đậu đậu Phong Quang gả rơi. Hoàng Sơn Chân Quân đạo: "Bắc Hà tán nhân, Tiết Thu phân ta xem một chút thời gian." "Thành, không có vấn đề, ta nhất định có thể dành thời gian đi ra." Lệ chi tiên tử, Hoàng Sơn Chân Quân, tiền bối, ngày 23 ngày ấy không phải kỵ gả cưới sao?" Hoàng Sơn Chân Quân bình tĩnh nói, bởi vì đậu đậu hôn lễ tương đối đặc thù hắn là lấy tân nương thân phận gả đi, cho nên có một số việc muốn ngược lại. Yên tâm, ta tìm cao nhân tính qua, một ngày đó tuyệt đối thích hợp đậu đậu lấy chồng. Lệ chi tiên tử, thu đến, Hoàng Sơn tiền bối người nói như vậy, vậy ta cứ yên tâm a, à, ta nhất định sẽ tham gia. Cuồng đao tứ lãng, việc này, đậu đậu mình biết rồi sao? Ta nhớ được lần trước Tống Thư Hàng nhắc qua, đậu đậu tân lang không phải muội tử, mà là một vị khuyển gia. Tàng thiên câu, chu ly, hoa ha ha ha, việc này ta cùng diệt phượng đạo hữu hợp tác, giấu diếm vô cùng tốt. Chúng ta tận lực cắt đứt đậu đậu mạng lưới, đồng thời dùng hết biện pháp lừa dối hắn, để nó sinh ra bản thân gả người nhưng thật ra là một vị, khuyển muội tử, ảo giác. Diệt phượng công tử, mèo ha ha, ta hiện tại liền chờ mong đậu đậu bị nhấc lên khăn hồng, nhìn thấy một vị khuyển gia tân lang lúc, lại là biểu tình gì. Đông phương tính tuyết, đợi chút nữa, hoàng sơn chân quân, Hoàng Sơn tiền bối, ngài sẽ không thật sự hư hỏng như vậy, đem đậu đậu gả cho khuyển ra a à. Đậu đậu như vậy manh, phong cách vẽ đều không đúng. Mà lại lệ chi tiên tử, người không phản đối chuyện này sao? Đông phương tĩnh tuyết tiên tử rất ưa thích manh manh đậu đậu nàng đặc biệt ưa thích đậu đậu văn tài, cái kia khúc Hoàng Sơn Đại Ngốc Chi Ca là nàng yêu nhất âm nhạc. Cho nên, nàng là trong đám một cái duy nhất đứng ra vì đậu đậu nói chuyện đạo hiếu. Lệ chi tiên tử, ta lựa chọn tin tưởng Hoàng Sơn tiền bối. Tống Thư Hàng Hắn hiện tại trong tay có một cái bạo tạc tính chất tin tức mới, nguyên bản muốn cưới đậu đậu khuyển ra, phù sinh tiên tử, đại huynh, tựa hồ cùng Hoàng Sơn chân quân âm thầm đã hẹn, hố phù sinh tiên tử một thanh. Tống Thư Hàng hoài nghi đến lúc đó cưới đậu đậu, rất có thể sẽ thay thế thành, phù sinh tiên tử, đậu đậu muốn gả đối tượng liền biến thành muội tử. Nhưng là, chuyện này còn sẽ có đảo ngược khả năng bởi vì phù sinh tiên tử có một đầu yêu tha thiết nàng hồ yêu đệ tử mà vị này hồ yêu đệ tử nói không chừng hội thay thế phù sinh tiên tử tham gia đậu đậu hôn lễ nếu như là dạng này đảo ngược đậu đậu muốn gả lại lại biến thành một vị hán tử cho nên đậu đậu hôn lễ đến tột cùng lại là sáo lộ đâu vẫn là phản sáo lộ lại hoặc là có càng khó bề phân biệt đảo ngược liền tống thư hàng cũng nói không chính xác Hoàng Sơn Trân Quân, liên quan tới đậu đậu Tân Lang, chờ hôn lễ đến mọi người liền biết rồi. Mọi người đến lúc đó nhiệt nhiệt nháo nháo đem đậu đậu cho gả đi liền tốt. Thông báo tiếp một tiếng, tháng này ngày 23, đậu đậu hôn lễ. Mời mọi người tương thông biết, mặt khác trên thiếp 10 ngày, cũng sẽ hiện ra. Ta đi trước chủ bị hôn lễ cụ thể hạng mục công việc, trước bận bịu đi. Trân Quân sau khi nói xong, tự lo cao đây. Mà cửu châu nhất hào quần bên trong đề, bắt đầu lấy đậu đậu hôn lễ làm chủ. Mọi người bắt đầu thương lượng đến lúc đó đưa lễ vật gì tương đối tốt, hôn lễ thời điểm muốn hay không cùng đi, nhân tình làm sao đưa loại hình. Tống Thư Hàng luôn cảm giác bản thân tiến vào một cái giả tu chân quần. Thở dài phía sau Tống Thư Hàng tại trong đám phát cái tin. Tống lần này thực nghiêu bức Thư Hàng, các vị tiền bối, bạch tiền bối mới vừa nói hắn không sai biệt lắm phải kết thúc thiên kiếp, chuẩn bị huyền thánh giảng pháp, mọi người có hay không muốn nghe đồ vật, hắn vừa vặn có thể chuẩn bị một chút. Bác Hà tán nhân, bạch tiền bối rốt cuộc muốn độ song thiên kiếp. Nói thật, ta đều vì thiên kiếp cảm thấy đau lòng. Nói trở lại, thư hàng tiểu hữu người đây là cái gì phá danh tự? Trước đó không có chú ý. Ta gần nhất cũng không biết dùng cái gì đạo hiệu mới tốt, bá tống cái này đạo hiệu, có người hội gọi thành bá bá tống, để cho ta cảm giác mình lăng không giả hơn rất nhiều. Tống thư hàng thở dài. Đổi lại bá đao tống nhất đi, cái này đạo hiệu chúng ta quen nhất. Thật sự không làm được lời nói, Thất Khá Đạo Hào tiếp tục thay phiên dùng chứ sao? Diệt Phượng công tử đạo. Tống thư hàng, Thất Khá Đạo Hào có cái tặng người. Kim cương quân tử đao cái kia, đưa cho đệ tử Tiểu Thải. Nàng rất thích hợp cái này đạo hiệu, cho nên không thể bảy ngày thay phiên. Diệt Phượng công tử, người đưa cái kim cương quân tử đao ra ngoài, không phải còn nhiều thêm cái, bá tống, Thánh Hào trở về sao? vừa vặn lại gom góp bảy cái, tiếp tục thay phiên đi. Tống thư hàng, ngọa thảo, chính ta cũng không có chú ý điểm này. Chờ đã, chủ đề lại sai lệch A. Ta hỏi là mọi người muốn nghe bạch tiền bối giảng pháp nói cái gì nội dung A. Lệ chi tiên tử, kỳ thật, ta tương đối muốn nghe bạch tôn giả giảng một chút tóc dài bảo dưỡng vấn đề. Các người chú ý tới không, bạch tiền bối tóc dài bảo dưỡng đặc biệt bồng, có đôi khi mái tóc dài của hắn theo gió mà lên, đẹp như vẽ, để cho ta đều hận không thể đem một màn kia điên cuồng vỗ xuống đến bảo tồn. Đông phương tĩnh tuyết, bạch tiền bối tóc dài đến cùng dài bao nhiêu rồi. Nhanh đến eo đi. Điên điềm phó đảo chủ, cái kia thư hàng tiểu hiếu, một hồi ngươi giúp chúng ta chuyển cáo bạch tiền bối, mời hắn đang giảng pháp lúc, giảng dài một chút đến eo tóc dài làm sao bảo dưỡng tốt nhất, cùng như thế nào để tóc dài theo gió nhảy múa đẹp như vẽ. Tống thư hàng, tiểu bạch, đợi ngươi tóc dài tới eo phía sau gà ta được chứ, nếu như hắn thật sự đần độn đến hỏi bạch tôn giả vấn đề này nói không chừng sẽ bị giết chết diệt khẩu ta cự tuyệt vấn đề này rất tác tử ta cũng không phải tam lãng tiền bối tống thư hàng đạo cuồng đao tứ lãng thư hàng tiểu hữu ta đắc tội ngươi rồi có khác sự không có việc gì dắt ta đi ra chúng đạn bắc hà tán nhân thở dài kỳ thật bạch tiền bối căn bản không cần huyền thánh giảng pháp hắn chỉ cần đứng ở nơi đó không nhúc nhích trừ thiên vạn giới người tu luyện đều sẽ rất hài lòng. Ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu bạch hạc, ta chuyện lo lắng nhất, vẫn là muốn phát sinh. Từ hôm nay phía sau chư thiên vạn giới người tu luyện bên trong, muốn sinh ra bao nhiêu tình địch. Ngẫm lại liền tốt tâm tác. Sược sư dùng từ âm công có thể nói, các người bọn gia hỏa này đều không cứu được, thư hàng tiểu hữu không cần nhiều hỏi, để bạch tiền bối giảng hắn ưa thích giảng là được. Nếu không ngươi hỏi đến ngày mai, chủ đề vẫn là hội lệch ra không còn hình dáng. Liên quan tới bạch tôn giả chủ đề, vĩnh viễn không trở về được chính đề lên A. Tống thư hàng tâm thật mệt mỏi. Hắn viết tờ giấy cho bạch tiền bối, bạch tiền bối, giả ngài muốn giảng liền có thể A, trong đám các tiền bối không có ý kiến. Hắn đây chính là tận lực tại giữ gìn trong đám các tiền bối còn sót lại hình tượng. Tốt, vậy ta liền theo tâm ý của mình viết, huyền thánh giảng pháp, bản thảo. Vậy còn ngươi, Ngoại trừ duy nhất một lần phi kiếm bên ngoài, còn có cái gì muốn giải không? Bạch tiền bối trả lời. Tống thư hàng nghĩ tới nghĩ lui, trong lúc nhất thời thật sự nhớ không nổi có cái gì muốn hiểu nội dung, ta cũng không có ý kiến, bạch tiền bối tùy ý liền tốt. Nghĩ nghĩ phía sau hắn đột nhiên nhớ tới trong đám đông phương tĩnh viết tiên tử sách vấn đề bạch tiền bối tóc dài đến cùng dài bao nhiêu rồi. Tống thư hàng tâm lý bắt đầu ngứa một chút, hắn cố gắng nhớ lại bạch tiền bối tóc trường ngọn nguồn nhưng cảm giác trong trí nhớ cùng thực tế tổng là có sai lầm muốn hay không hỏi một chút chỉ cần không dính đến tóc dài tới eo gà ta vừa vặn rất tốt cái này ngạnh sẽ không có vấn đề a tống thư hàng tay không bị khống chế tại trên tờ giấy viết lên bạch tiền bối vừa rồi trong đám đông phương tĩnh viết tiên tử đột nhiên hỏi một vấn đề người bây giờ tóc dài bao nhiêu rồi ân trước đó đem nồi vung tốt xảy ra vấn đề cũng sẽ không rơi xuống trên người hắn quả nhân thật đặc mã cơ chí vậy. chương 1168, tác tử vĩ đại cùng cá voi khô. Tóc đột nhiên hỏi cái này vấn đề làm gì? Bạch tôn giả trả lời. Tống thư hàng thu đến hồi phục, xoa cầm suy tư, xem ra bạch tiền bối đối. Tóc, cái đề tài này rất mẫn cảm, vậy mà không gấp phục còn tốt. Ta không có dựa theo đông phương tính tuyết tiên tử hỏi pháp, trực tiếp hỏi bạch tiền bối tóc có phải hay không đã giải đến phần eo, nếu không chính là tác tử. Một bên suy tư, một bên tống thư hàng lần nữa sử dụng vùng nổi pháp trả lời vừa rồi trong đám lệ chi tiền bối mấy vị tiên tử đột nhiên trò chuyện lên chất tóc vấn đề sau đó liền cho tới bạch tiền bối đông phương tĩnh thuyết tiên tử liền theo khẩu hỏi thăm bạch tiền bối tóc của ngươi dài đến cái nào chính là như vậy a à, đoạn thời gian trước dài bao nhiêu chính ta cũng không có chú ý bất quá lần này độ kiếp thời điểm đằng sau mấy đợt thiên kiếp uy lực qua lớn đầu ta phát cuối cùng bị hủy một chút hiện tại hẳn là còn tới phần lương dài như vậy đi đến lúc đó tu bổ một chút liền sẽ ngắn hơn bạch tôn giả trả lời a à, chỉ tới phần lưng cái kia muốn lưu trường lại phải rất lâu ha tống thư hàng trả lời nguy hiểm thật vừa rồi có như vậy trong nháy mắt hắn muốn trên giấy viết muốn lưu đến đến eo lại phải rất lâu ha hồi phục cũng may thời điểm then chốt hắn nhịn được loại này xúc động đem đến eo cái này chữ mấu chốt cho trừ đi hắn có loại dự cảm nếu như hắn viết lên đến eo loại hình chữ, chờ bạch tiền bối sau khi xuất quan, nghênh đón hắn tuyệt đối là siêu việt cực hạn kích thích hạng mục. Tỷ như ở trên người tăng thêm phức tạp pháp thuật giam cầm, lại từ vạn mét cao trung ném A hoặc là từ địa cầu phát xạ đến hỏa tinh A. Bạch tôn giả, cho nên ta luôn cảm giác người lời nói bên trong còn có lời. Không có chuyện, bạch tiền bối cố gắng, chúng ta đợi ngài hiển thánh cộng huyền thánh giảng pháp. Tống thư hàng nhanh chóng hồi phục. Thời điểm then chốt, há có thể tam lãng ân chậm nhất ban đêm liền đi ra trước tiếp tục viết bản thảo gặp lại sau bạch tôn giả trả lời tống thư hàng thành công tránh đi một lần tác tử nhưng không biết vì cái gì rõ ràng thành công tránh đi một lần tác tử nhưng trong lòng hắn lại cảm giác trống rỗng có lẽ khả năng ta tại trên tờ giấy kia viết lên muốn lưu đến đến eo tóc dài lại phải thật lâu ha sau đó hồi phục bạch tiền bối hội càng có ý tứ thậm chí nói không chừng có thể dẫn phát một số ẩn tàng nội dung cốt truyện, tỉ như bạch tiền bối tóc dài vì ai mà lưu. Lại hoặc là bạch tiền bối tóc dài tới eo phía sau có thể hay không phát sinh một số chuyện thú vị. Tống Thư Hàng tự nhủ. Giờ khắc này, hắn phát hiện mình vậy mà gặp quỷ có chút lý giải cuồng đao tam lãng tiền bối. Có đôi khi người phát hiện một cái rất là khéo, tác tử, điểm lúc, trong lòng liền sẽ không nhịn được nghĩ đi thử một chút đánh cái so sánh tới nói, mọi người khi nhìn đến trên vách tường có cái lỗ nhỏ lúc, sẽ nhịn không được đụng lên đi xem một chút, thậm chí sẽ có muốn dùng ngón tay cắm đi vào nhìn xem xúc động, chính là cái đạo lý này. Mà nếu như cố kiểm nén lại loại này tác tử xúc động phía sau mặc dù có thể né qua một lần tác tử, nhưng trong lòng sẽ có loại tiếc nuối. Dù sao, không đi tác tử, liền không cách nào đạt được tác tử, sau dẫn đạo đi ra một hệ liệt ẩn tàng nội dung cốt truyện. Nhân sinh, rất có thể sẽ vĩnh viễn cùng những này ẩn tàng nội dung cốt truyện cùng ẩn chứa trong đó niềm vui thú bỏ lỡ cơ hội. Nếu như là Tam Lãng tiền bối tại chỗ, hắn nhất định sẽ trực tiếp viết lên bạch tiền bối, người chừng nào thì mới có thể tóc dài tới eo, a. À, nghĩ như vậy, Tống thư hàng đột nhiên có chút dục dịch ngóc đầu dậy nếu không, ta hiện tại lại cho bạch tiền bối viết một câu hồi phục. Trong lòng của hắn ám đạo, nếu như trên thế giới thật có Tam Lãng bệnh, Tống thư hàng không hề nghi ngờ đã ở vào bệnh nặng trạng thái. Sư phụ, người đang suy nghĩ gì? Tước yêu tiểu thải lên tiếng hỏi, ta cảm giác người tựa hồ tại suy nghĩ gì chuyện rất nguy hiểm, nét mặt của người rất không đúng, có do dự, lại có thấy chết không sờn hùng tráng. Khục, không, không phải vấn đề rất nguy hiểm, ta chỉ là đang nghĩ một kiện nếu như ta đi làm, có thể sẽ phát sinh rất thú vị hậu quả sự. Đương nhiên, chính ta có thể sẽ không may một số. Tống thư hàng đáp, cho nên, sư phụ là muốn hy sinh bản thân, sẽ có thú sự tình mang cho mọi người. Tiểu thải nháy nháy mắt, hỏi. Tống thư hàng vội vàng lắc đầu, làm sao có thể, ta cũng không có vĩ đại như vậy. Nói như vậy, tam lãng tiền bối chẳng phải là một mực đang hy sinh bản thân, dùng làm chết phương pháp đem sung sướng mang cho mọi người. Nói không chừng, tam lãng tiền bối thật là cái thật vĩ đại tiền bối. Tống thư hàng khi may mắn bản thân không có thật tác tử, bởi vì hắn cánh tay trái bây giờ còn đang bạch tôn giả cái kia. Nếu như hắn thật sự đi tác tử, bạch tôn giả cái gì đều không cần làm, chỉ cần thoáng giải khai đối với hắn cánh tay trái phòng ngự, đến lúc đó, thiên kiếp ức vạn hỏa lực, đem để tống thư hàng tự thể nghiệm cái gì là thiên kiếp uy nghiêm. Sư phụ, trận pháp biến hóa, lúc này, tước yêu tiểu thải lên tiếng kêu lên. Tống thư hàng phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia đầy trời công nước chi quang đại trận, kịch liệt co vào. Rất nhanh, cái kia sán lạn công đức chi quang thu nhỏ đến chỉ có, cật qua thánh quân, bản thể lớn nhỏ. Mà phía dưới, nguyên bản dùng cật qua thánh quân cá voi máu khắc họa đại trận, này lúc đều đã mất đi hào quang. Nguyên bản gánh chịu trận pháp tầng băng, toàn bộ hòa tan ra. Công đức chi quang toàn bộ tiêu tán, rốt cục lộ ra quang mang bao khỏa bên trong cật qua thánh quân. Lúc này cật qua thánh quân bộ dáng để cho người ta nhìn lấy liền đau lòng. Nếu như nói nghi thức cử hành trước đó cật qua Thánh quân là một đầu béo cá voi, vậy bây giờ trước mắt cật qua Thánh quân chính là một đầu cá voi khô. Thân thể của hắn biến khô quắt, huyết dịch khắp người tựa hồ bị rút khô, như là thây khô. Cật qua tiền bối sẽ không chết a." Tiểu thải nuốt ngụm nước miếng, hỏi. Lúc này cật qua tiền bối nhìn qua quá thảm rồi. Nghi thức thành công hay là đã thất bại? Đại đế còn tại phía trên, còn tại duy trì lấy nghi thức trận pháp hạch tâm mà lại cật qua trên người đạo hữu sinh mệnh khí tức không có yếu bớt mảy may, ngược lại còn tại tăng cường bên trong. Nghi thức hẳn là thành công, Tống Thư Hàng trả lời. Trước mắt cá voi khô bên trong, ẩn chứa vô cùng cường đại sinh mệnh khí tức, thậm chí so với trước đó, cật qua thánh quân, phì kình trạng thái lúc còn cường đại hơn. Tự là lúc này, niệm cô truyền cho người chân ngôn, thuận theo bản năng, ra đi. Trên bầu trời, bắc phương đại đế đạo. Đại đế thanh âm vừa dứt từ cật qua thánh quân cái kia khô quát nhục thân bên trong, có một cái âm thanh vang dội truyền ra ngoài. Thanh âm kia, đọc lấy uy nghiêm chân ngôn, mỗi một chữ mỗi một ngữ, lại mang theo lớn lao lực lượng. Hết thảy gần 10 cái chân ngôn niệm xong phía sau cật qua thánh quân trong thân thể truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Sau một khắc, cá voi thân vỡ ra, có một đạo hoàn toàn mới thân ảnh từ khô quát cá voi khô bên trong bước ra. Đạo thân ảnh này, thân như lưu ly, li, trong ngoài minh triệt, tịnh vô hạ huế. Đầu hắn bộ đỉnh lấy một vòng trói mắt công đức quang hoàn, công đức chi quang bên trong ẩn chứa Phật môn từ bi công đức chi ý, nhưng lại rõ ràng đó có thể thấy được là đạo gia phương pháp tu luyện. Đây chính là hoàn toàn mới cật qua thánh quân. Cật qua thánh quân ngạc nhiên nhìn lấy chính mình thân thể cỗ này thân thể hoàn toàn mới, không còn là nhục thể phàm thai, mà là từ công đức chi lực cùng huyền thánh huyền thánh tạo thành, tiếp cận năng lượng thể nhưng cùng tu sĩ giới thuần năng lượng thể sinh vật lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì hắn lại có nhục thân hết thảy tính chất. Kinh mạch, khiếu huyệt, bản mệnh đan điền, tiên cốt, nhục thân thứ nắm giữ, cỗ này tân sinh thân thể cũng giống vậy không thiếu. Cật qua thánh quân thử đưa tay nhất chuyển, thi triển một chiêu thế gian song toàn pháp công đức thuật thượng ghi lại pháp thuật. Một sợi kiếm quang tại hắn giữa ngón tay nở rộ, rơi vào trên mặt biển. Âm, um, mặt biển bị vì tiện bổ ra, nước biển dựng ngược, hóa thành hải tường, thật lâu không cách nào khôi phục. Cường đại, không cách nào ngôn ngữ cường đại. Trước kia thi triển thế gian xong toàn pháp công đức thuật thượng pháp thuật lúc, nhận nhục thân hạn chế, một cái pháp thuật uy lực 10 thành chỉ có thể phát huy 7 thành. Mà bây giờ, cật qua thánh quân cảm giác được bản thân thi triển thế gian xong toàn pháp công đức thuật thượng pháp thuật, lại không hạn chế. Nhưng càng quan trọng hơn là hắn cảm thấy bản thân thoát ly, bát phẩm giam cầm. Hắn rốt cuộc đụng chạm đến tha thiết ước mơ, cửu phẩm cảnh giới, cảnh giới. Mặc dù đây vẫn chỉ là một loại cảm ứng, nhưng chỉ cần hắn tu luyện, đột phá đến cửu phẩm kiếp tiên không còn là xa không thể chạm mộng. Tân sinh, đúng nghĩa tân sinh. Kinh hỉ về sau, cật qua Thánh quân xoay người lại, đối trên bầu trời Bắc Phương Đại Đế cúi đầu. Tái tạo tri ân, ban thưởng tương lai đại đạo, tri ân, dạng này ân tình quá lớn. Căn bản không phải một số tinh huyết có thể trả thượng đại đế ngày sau nếu có phân phó, cật qua sông pha khói lửa không chối từ. Cật qua thánh quân phát thệ đạo, hắn đây là đối với mình thánh ấn phát thệ. Ngày khác, nếu là bắc phương đại đế có phải dùng thượng hắn địa phương, cho dù là núi đao biển lửa, hắn cũng nguyện ý đi tiến về, lấy hoàn lại cái này lớn lao ân tình. Coi như người hữu tâm, không để cho cô lãng phí không thời gian. Bắc phương đại đế cười nói. Dưới đáy cô kia khô quắt vì kình thân thể bên trong, tinh huyết đã toàn bộ bị đại đế rút ra, trở thành hắn bảo tàng hàng tồn một trong. Đã người nghi thức đã thành công, vậy cái này cố cũ nát thân thể cũng vô ích. Bắc phương đại đế đạo. Cật qua thánh quân gật đầu nói, toàn bằng đại đế làm chủ là được. Cỗ này cũ nát thân thể, mặc dù còn có thể luyện chế thành pháp khí cái gì, nhưng trên thực tế đối với hắn mà nói tác dụng đã không lớn. rút khoát toàn bộ từ đại đế làm chủ đi. Rất tốt, vậy liền theo cô ý tư tới thư hàng tiểu hữu chuẩn bị kỹ càng nổi lớn hôm nay giữa chưa có chỗ dựa rồi cật qua đạo hữu muốn hay không lưu lại ăn bữa cơm bắc phương đại đế đạo cật qua thánh quân đại đế đây là mời hắn đến ăn bản thân sao tâm hào tắc hắn muốn làm sao hồi phục đại đế đùa với ngươi nhìn ngươi cũng biết ngươi khẳng định không hề lưu lại ăn cơm khẩu vị bắc phương đại đế phất phất tay sau đó hắn rơi vào cá voi khô bên người đại đế đánh giá cỗ này đảo nhỏ kích cỡ tương đương cá voi thân trên đó lân phiến có thể chế tạo một số phòng ngự bảo giáp cá voi xương cũng có thể dùng để luyện khí bất quá cũng chỉ là một số bát phẩm hàng đại đế có chút không để vào mắt thư hàng tiểu hữu người có phòng ngự pháp khí muốn luyện chế sao lân phiến cùng cá voi xương đều là luyện khí tài liệu tốt đại đế thuận miệng hỏi có a à, ta có một kiện hắc thiết thần giáp vẫn là pháp bảo hình thức ban đầu có thể tiến hành cường hóa Mặt khác cá voi xương đúng, có thể chế tác thành hàng rào sao?" Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tình sáng lên. "A, à, Bắc Phương Đại Đế một mặt mộng bước, hàng rào. Chương 1169, Thiên Nhiên Đệ Lục Thánh Hiển Thánh. Bắc Phương Đại Đế cảm giác mình tư duy nhảy vào tốc độ không đủ, rõ ràng theo không kịp Tống Thư Hàng tư duy. Em đẹp đang thảo luận phòng ngự pháp khí, đột nhiên kéo trên hàng rào đi làm gì? Đúng vậy, chính là hàng rào Tống Thư Hàng vui vẻ nói. Người ngược lại là cùng cô nói một chút, hàng rào muốn làm gì dùng. Người chẳng lẽ muốn dùng tại tiên thuyền loại hình pháp khí thượng. Bắc Phương Đại Đế hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu, sau đó từ vòng tay không gian bên trong tay lấy ra bản vẽ. Đúng là hắn trước đó không lâu vẽ, mang hàng rào bảo đao, bản thiết kế. Hắn còn dự tính mấy loại kiểu dáng hàng rào. Tiền bối ngài nhìn, nếu vì phi kiếm hoặc bảo đao tăng thêm dạng này hàng rào, ngự kiếm phi hành lúc nhiều an toàn. Đặc biệt là đối với có chứng sợ độ cao người đến nói, tăng thêm dạng này hàng rào, coi như bay kéo cao, chỉ cần tay có thể hộ thượng hàng rào, trong lòng liền sẽ có ngọn nguồn. Tống thư hàng đảo, Bắc phương đại đế, người đặc mã đang trêu chọc cô, người có thể ngự kiếm phi hành, còn sợ từ không trung đến rơi xuống. Tiền bối, có thể làm sao, nếu như dùng kính cốt đến chế tác hàng rào, ta cảm giác sẽ rất bồng. Tống thư hàng đảo, đặc biệt là cật qua huyền thánh, nhục thân, khoảng trừng đảo nhỏ lớn như vậy, tùy ý chọn mấy cây xương cốt cho hắn, đều có thể thỏa mãn hắn cần. Bắc phương đại đế Ngay từ đầu, đại đế là muốn tự mình xuất thủ, vì Tống Thư Hàng chế tác một hai kiện pháp khí. Dù sao, hắn thiếu Tống Thư Hàng ân tình thật sự rất lớn. Một khỏa phổ thông, băng phách đan, cũng chứa trị gọi là lý âm trúc tiểu nữ hài lạnh chứng, căn bản không chống đỡ được Tống Thư Hàng trợ hắn phục sinh ân tình coi như lại thêm lần này cật qua thánh quân, nghi thức đại trận phúc lợi, đại đế cảm giác nhân tình hoàn lại còn chưa đủ. Cho nên, hắn định cho Tống Thư Hàng luyện chế một hai kiện pháp khí, còn xong Tống Thư Hàng phục sinh nhân tình. Nhưng nhìn thấy Tống Thư Hàng lấy ra, mang hàng rào phi đao, bản thiết kế phía sau Bắc Phương Đại Đế lập tức từ bỏ chuẩn bị cho Tống Thư Hàng luyện chế pháp khí suy nghĩ. Nói đùa cái gì, hắn đường đường viễn cổ thiên đình Đại Đế, trường sinh giả cao thủ, xuất thủ cho Tống Thư Hàng luyện chế pháp khí lại là mang hàng rào phi kiếm. Truyền đi phía sau hắn liền không có mặt gặp người. Người khác vừa nhắc tới Tống Thư Hàng cái này mang hàng rào phi kiếm là ở đâu ra, Tống Thư Hàng đáp nói chính là Bắc Phương Đại Đế luyện chế. Hắn một thế anh danh còn muốn hay không? Tại là, Bắc Phương Đại Đế đưa tay, tại cá voi khô thượng dùng sức một phách. Ba 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 có hai mươi cây cá voi nơi đuôi kính cốt bị lấy ra, rơi vào đại đế trong tay đồng thời còn có 20 phiến cứng rắn bộ vị lân phiến đồng dạng rơi một chút nhỏ. Bắc phương đại đế đem lân phiến cùng kính cốt toàn bộ giao cho tống thư hàng, lấy được, có cơ hội tìm luyện khí đại sư, cho ngươi hảo hảo luyện chế một chút. Cô cảm giác ngươi, hàng rào phi đao, rất sáng tạo, những này kính cốt có được bát phẩm huyền thánh cường độ, rất thích hợp ngươi. Cố gắng, cô coi trọng ngươi. Tống thư hàng tiếp nhận lân phiến cùng kính cốt, tiếc núi nói, ta còn tưởng rằng tiền bối người muốn xuất thủ thay ta luyện chế pháp khí. Người suy nghĩ nhiều, cô thế nhưng là rất bận rộn, nào có nhiều như vậy thời gian rỗi. Bắc phương đại đế chân thành nói hắn một mực phủ nhận bản thân trước đó muốn thay tống thư hàng luyện khí quyết định. Cũng đúng, tóm lại tạ ơn tiền bối. Tống thư hàng đạo, cũng là thời điểm tìm một cái luyện khí cao thủ, công kích phương diện có, vô hình đao cổ, cái kia bảo đao phách toái vừa vặn có thể cải tạo một chút, đổi thành mang hàng rào phách toái. Đến lúc đó đổi cái tên, ân gọi lan bá. Từ Bắc Hà Tiền bối cái kia giao dịch tới được, hắc thiết thần giáp cũng có thể thông qua lân phiến cường hóa một chút. Đang lúc tống thư hàng suy tư ở giữa, Bắc Phương Đại Đế xuất thủ, lấy cực nhanh tốc độ đem, cật qua thánh quân, lưu lại cố thân thể cho phân giải hoàn tất. Lân phiến, lợi trào, lòng cân, kinh cốt các loại loại hình có thể dùng để luyện khí đồ vật, đều bị hắn quất ra bảo tồn thỏa đáng. Sau đó, một bộ xử lý hoàn tất, cá voi khô, lưu tại nguyên địa. Nói là cá voi khô, kỳ thật cũng không có khoa trương như vậy, chỉ là cùng ngay từ đầu lộ vẻ mập mạp, cật qua thánh quân, so ra, hiện tại cố thân thể lộ vẻ tương đối khô quát, trên thực tế cũng không phải là thật sự biến thành cá khô. Tân sinh cật qua thánh quân không biết suốt từ tâm lý gì, vậy mà không hề rời đi, Ngược lại là từ đầu tới đuôi quan sát Bắc Phương Đại Đế đem hắn cố thân thể phân giải hình ảnh. Mà lại, trên mặt hắn biểu lộ rất bình tĩnh, không có tâm tình chập chờn. Cật qua Thánh Quân phát hiện, mình bây giờ phương thức tư duy biến không giống bình thường. Theo lý thuyết, nhìn thấy thân thể của mình bị phân giải, hắn hẳn là cảm giác được rất tâm tắc mới đúng. Nhưng từ vừa mới bắt đầu, nhìn thấy bản thân kinh cốt bị lấy ra lúc, hắn cảm giác thoáng có điểm tâm tái ngoại. Về sau hắn cảm giác mình biến rất bình tĩnh, cứ như vậy nhàn nhạt, nhạt, nhìn mình cũ thân thể bị phân giải, nhưng trong lòng không có một tia gợn sóng. Liên phảng phất đang nhìn một kiện cùng tự thân hoàn toàn không có quan hệ sự vật đồng dạng. Kỳ quái, loại này phương thức tư duy rất cổ quái, chẳng lẽ đây là tân sinh thân thể mang tới ảnh hưởng? Để cho ta tiến vào một loại thánh nhân hình thức sao? Cật qua thánh quân trong lòng nghi hoặc. Chính là bởi vì lòng mang nghi hoặc, cho nên hắn lưu lại, muốn nhìn một chút nếu như mình, cũ thân thể thật sự bị ăn sạch, hắn vẫn là không có thể bảo trì, không có chút rung động nào, tâm thái. Tính toán thời gian, vừa vặn có thể ăn cơm chưa? Cô ưa thích hấp cùng thịt kho tàu, phát hỏa nồi lời nói có thể chia tê cay cùng hơi cay, hai nơi cay độ có được khác biệt phong vị. Bắc Phương Đại Đế nói, xoay đầu lại nhìn về phía tống thư hàng, thư hàng tiểu hữu, ngươi thì sao? Ta muốn ăn đồ nướng mặt khác, uống chút canh cá cũng không tệ. Tống Thư Hàng vừa nói xong, đột nhiên nhớ tới cật qua thánh quân còn tại trận tại là hắn ngẩng đầu nhìn về phía tân sinh cật qua thánh quân cái kia cật qua đạo hữu ngươi còn tốt đó chứ cật qua thánh quân nhẹ gật đầu nói không có việc gì bá tống đạo Hiếu thỉnh tùy ý cỗ này cỗ thân thể đã cùng ta không có một tia quan hệ ngươi không cần để ý tống thư hàng cật qua thánh quân lái như vậy lãng bắc phương đại đế nói vậy đến bốn cái nồi lại đến hai cái vỉ nướng mang đồ ra vị sao? Tống thư hàng, đại đế ngài vẫn là tiên trù. Đại đế còn muốn đích thân xuống bếp. A, à, thư hàng tiểu hữu ngươi không phải sao? Bắc Phương đại đế hỏi ngược lại, ngươi không phải tùy thân đều mang một đầu hành yêu sao? Hội thu loại này đồ gia vị khi yêu sủng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ điểm tiên trù tay nghề a. Tống thư hàng, vọng thiên. Xem ra ngươi không phải tiên trù, vậy quá đáng tiếc, cái kia không có đi qua tiên trù tay nghề xử lý cá voi thân người nhưng ăn không tiêu. Xem ra, cho ta một người hưởng dụng, Bắc phương đại đế đạo. Tống Thư Hàng nhấc tay nói, tiền bối, kỳ thật ta biết một vị rất nổi danh tiên chủ biệt tuyết tiên cơ, nàng hẳn là trước mắt tu chân giới xuất sắc nhất tiên chủ. Nếu không, chúng ta đi tìm nàng. Bắc phương đại đế là trường sinh giả cấp bậc nhân vật, một cái không gian truyền tống liền có thể đến biệt tuyết tiên cơ cái kia. Mà đối mặt, bát phẩm huyền thánh, cấp bậc chân quý nguyên liệu nấu ăn, biệt tuyết tiên cơ không có đạo lý không tâm động. Tại loại này hàng cấp nguyên liệu nấu ăn dụ hoặc dưới, coi như để biệt tuyết tiên cơ trì hoãn thực tiên yến, cũng không có vấn đề gì. Chủ nghệ rất không tệ, bắc phương đại đế hỏi. Tống thư hàng nhẹ gật đầu, biệt tuyết tiên cơ tại đương kim tu chân giới rất nổi danh, đặc biệt là nàng thực tiên yến, mỗi lần đều là các tu chân giả tranh nhau tham gia thịnh yến. Cật qua đạo hữu hẳn là cũng có hiểu biết mới đúng. Trong hư không, quật qua thánh quân khẽ gật đầu lại nói, hắn cũng là tham gia qua nhiều lần biệt tuyết tiên cơ thực tiên yến tồn tại, bất quá hắn cũng không có dùng thân phận chân thật của mình, mà là hóa thân thành tán tu, kiềm chế cảnh giới của mình, đi tham gia thực tiên yến. Tốt lắm, vậy còn chờ gì? Nói cho cô vị kia biệt tuyết tiên cơ tỏa độ, cô mang các người lập tức đi tới. Bắc phương đại đế đảo, ta liên hệ hạ biệt tuyết tiên cơ, tống thư hàng đảo. Sau đó, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, đã thông biệt tuyết tiên cơ điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Chuyện gì, lấy không xuất quan sao? Biệt tuyết tiên cơ đạo. Tống thư hàng, đúng vậy, bạch tiền bối xuất quan sắp đến. Vậy ta chuẩn bị cho hắn một bàn tiên chân yến, chúc mừng một chút. Biệt tuyết tiên cơ nói xong, liền cúp điện thoại. Tống thư hàng, hắn đành phải lần nữa gọi tiên cơ điện thoại. Biệt tuyết tiên cơ kết nối điện thoại, vội vàng đâu, còn có chuyện gì trong tay của ta có một cái rất không tệ nguyên liệu nấu ăn tiên cơ có hứng thú sao tống thư hàng đảo không hứng thú vội vàng biệt tuyết tiên cơ nói xong lại đem điện thoại cho treo tống thư hàng vọng thiên tâm thật mệt mỏi còn có thể hay không vui sướng trao đổi hắn cắn răng một cái lần nữa gọi biệt tuyết tiên cơ điện thoại kéo sổ đen a à, biệt tuyết tiên cơ cả giận nói nàng đang làm một cái rất trọng yếu thí nghiệm nếu không phải xem ở tống thư hàng nói cho nàng, bạch tôn giả muốn xuất quan tin tức, nàng đã sớm bạo phát. Bát phẩm huyền thánh cấp bậc đại kinh nhục thân, có được thượng cổ thần thú huyết thống, tươi mới. Tống thư hàng thẳng vào chủ đề, cân nhắc tiên cơ người chủ nghệ thời điểm đến, thế nào, có hứng thú hay không khiêu chiến một chút. Tiên cơ cảnh giới của ngươi, có thể xử lý bát phẩm chân quý nguyên liệu nấu ăn sao? Thư hàng tiểu hữu hôm nay thời tiết thật bồng, biệt tuyết tiên cơ thanh âm, lập tức biến nhu tình như nước, người xem như tìm đúng người. Bây giờ tu sĩ giới, ngoại trừ nắm giữ bí pháp ta bên ngoài, đã không có người có thể đánh cam đoan khiêu chiến bát phẩm cấp bậc nguyên liệu nấu ăn. Người ở đâu, ta lập tức đi tìm ngươi. Đối phó phát cáo nữ nhân, biện pháp tốt nhất chính là hợp ý. Vẫn là chúng ta đi tìm ngươi đi, cho cái tọa độ, chúng ta lập tức liền đến. Tống thư hàng đảo. Chờ ta, ta trực tiếp đem tọa độ gửi đi cho ngươi. Biệt tuyết tiên cơ đảo. Tống Thư Hàng Thành, tiên cơ, chúng ta muốn hấp cùng thịt kho tàu, tê cay cùng hơi cay, còn muốn đổ nướng cùng canh cá. Chỉ muốn các người nguyên liệu nấu ăn đầy đủ, suy nghĩ gì vị đều được. Biệt viết tiên cơ đạo, ngữ khí nhu có thể bóp nước chảy tới. Tống Thư Hàng cúp điện thoại, chờ lấy biệt viết tiên cơ cho hắn gửi đi tọa độ. Mà đúng lúc này, đột nhiên ở đây mấy người đều lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Loại cảm giác này, là có mới huyền thánh tấn cấp thành công, muốn nhân tiền hiển thánh. Là bạch tiền bối sao? Nhưng là bạch tiền bối nói qua còn một chút thời gian, có thể muốn ban đêm mới ra đến. Chẳng lẽ lại vừa vặn có huyền thánh tấn cấp, tống thư hàng ám đạo. Cùng một thời gian, chư thiên vạn giới người tu luyện, lần nữa ngẩng đầu vọng thiên. Mấy ngày nay, liên tiếp có huyền thánh nhân tiền hiển thánh, tựa hồ tại báo hiệu lấy, một cái đại tu luyện chiều dâng thời đại sắp mở ra. Một lát sau, thiên nhiên đệ lục thánh, đăng tràng. Chư thiên vạn giới những người tu luyện trong mắt, xuất hiện một đạo thân mang áo trắng, tóc dài đến lưng thân ảnh. Thân ảnh này, đẹp mắt cực kỳ, mọi người coi như đem chính mình trong đầu tất cả liên quan tới, tuấn mỹ, từ toàn bộ dùng ở trên người hắn, nhưng như cũ hội cảm giác được dùng từ bần cùng. chương 1170, thiên thọ thiên nhiên đệ lục thánh thoát hơi á. Là bạch tiền bối, hắn sớm độ xong cuối cùng một đợt thiên kiếp. Tống Thư Hàng hoài nghi, có phải hay không đáng thương thiên kiếp suốt cuộc bị bạch tiền bối soát đến không muốn không muốn về sau, bỏ gánh không làm, sớm kết thúc công tác của mình, để bạch tiền bối sớm hiển thánh. Bạch tiền bối lần này độ kiếp, cũng không biết là hắn tại độ thiên kiếp đâu. Vẫn là thiên kiếp tại độ, bạch kiếp. Nói thật Tống Thư Hàng cảm giác, chân chính hẳn là, nhân tiền hiển thánh, hẳn là thật vất vả độ viễn, bạch kiếp, thiên kiếp tiên sinh. Tại Tống Thư Hàng đậu đen rau muống thời điểm, nhân tiền hiển thánh hình ảnh chuyển động, hiện ra bạch tiền bối chính diện hình tượng tới. Vọng thiên, không tốt, Tống Thư Hàng đột nhiên thất thanh nói. Nhân tiền hiển thánh trạng thái bạch tiền bối, có thể là bởi vì vừa độ xong kiếp nguyên nhân, vậy mà cũng không có cố ý thu liễm bản thân cái kia đặc thù mị lực kể từ đó. Bạch tôn giả cái kia không cách nào hình dung mị lực theo, nhân tiền hiển thánh, hình ảnh, lập tức lạc ấn tại chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện trong mắt. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới, Bất kể là tu chân hệ cũng tốt, cổ vu hệ cũng tốt, thần đạo hệ cũng tốt, viễn cổ pháp thuật hệ, cận cổ ma pháp hệ cũng tốt, dù sao chỉ cần là người tu luyện, chỉ cần ngẩng đầu nhìn về phía hư không, liền có thể nhìn thấy lẳng lặng mà đứng, mỹ mỹ bạch tôn giả. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới người tu luyện cảm giác mình trước mắt thế giới, phảng phất đều dừng lại. Thời gian dừng lại, thậm chí liền ngay cả thế giới nhan sắc đều tải rút đi mà duy nhất không biến, chỉ có nhân tiền hiển thánh, trong hình ảnh áo trắng trích tiên. Tự cùng lúc trước, Tống Thư Hàng tại Bạch Tôn giả mị lực toàn bộ triển khai lúc, nhìn thấy hình ảnh đồng dạng. Toàn bộ thế giới đều biến thành đứng im, chỉ có Bạch Tôn giả tóc dài theo gió bay múa, toàn bộ thế giới đều phai màu thành hắc bạch, chỉ có Bạch Tôn giả phong cách vẽ là màu sắc rực rỡ. Giờ khắc này, Bạch Tôn giả chân chính thành thế giới trung tâm. Dĩ vãng, mỗi khi có tân huyền thánh, nhân tiền hiển thánh, thời điểm, kiểu gì cũng sẽ kéo theo chư thiên vạn giới những người tu luyện nghị luận ngàn năm trước đó, tất cả mọi người sẽ dùng thiên lý truyền âm, phương thức hoặc là các sư huynh đệ, các hảo hữu cùng một chỗ tụ tập tập hợp một chỗ, suy đoán tân huyền thánh thân phật, lai lịch loại hình. Mà cận đại, theo khoa học kỹ thuật phát triển, các tu sĩ cũng sẽ sử dụng các loại mạng lưới phần mềm chat cùng điện thoại tiến hành trò chuyện. Nhưng ở bạch tôn giả hiển thánh giờ khác này, chư thiên vạn giới người tu luyện yên tĩnh, không ai lên tiếng, cũng không có một người trâu đầu ghé tai tất cả mọi người trầm mê ở bạch tiền bối mị lực bên trong không cách nào tự kiềm chế thậm chí có người liền hô hấp đều quên nín thở nhìn chằm chằm nhân tiền hiển thánh hình ảnh chư thiên vạn giới những người tu luyện cơ hồ toàn bộ yên tĩnh trở lại phảng phất bị hóa đá bạch hạc chân quân chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh chỉ là như thế một cái chớp mắt tình địch của hắn liền lấy vạn làm đơn vị điên cuồng bắt đầu gia tăng mà lại số liệu này theo nhân tiền hiển thánh thời gian còn tại quả cầu tuyết đồng dạng không ngừng lên nhanh. Bây giờ, cũng chỉ có một số đã sớm cùng bạch tôn giả quen biết, đối bạch tôn giả mị lực thoáng có được sức miễn dịch người tu luyện, mới có thể ở thời điểm này giao lưu vài câu. Cửu châu nhất hào quần, bên trong. bắc Hà Tán Nhân cái thứ nhất phát biểu, tân huyền thánh hiện thân, quả nhiên là bạch tiền bối. Nói thật ta chờ mong ngày này đã rất lâu, ta đã sớm muốn nhìn một chút bạch tiền bối, nhân tiền hiển thánh, thời điểm, chư thiên vạn giới người tu luyện cảm nhận được bạch tiền bối mị lực, lại là như thế nào hình ảnh. Quả nhiên, hiệu quả so với ta tưởng tượng còn kinh người hơn. Ta vừa rồi đang một chỗ tu chân phiên chợ đi dạo, nguyên bản hò hét ẩm ý phiên chợ, trong nháy mắt biến siêu cấp yên tĩnh, liền châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu bạch hạc, lệ rơi đầy mặt biểu lộ, bổn quân tâm tình bây giờ thật phức tạp, nội tâm rất mâu thuẫn. Ta một bên đang mong đợi bạch tiền bối mị lực có thể làm cho chư thiên vạn giới người đều kiến thức đến, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được bạch tiền bối mỹ. Nhưng là vừa nghĩ tới tình địch của ta đem trải rộng chư thiên vạn giới, ta lại tốt tâm tắc, rất muốn đem bạch tiền bối giấu đi, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Đông phương lục tiên tử, bạch tiền bối, ta yêu ngươi. Bạch tiền bối, ta muốn cho ngươi sinh con. Lưu huỳnh tiên tử, bạch tiền bối, đêm nay lưu lại. Lệ chi tiên tử, mang ta một cái, ban đêm ước bạch tiền bối ra ta. Đông Phương Tĩnh Tuyết, chúng ta đi kéo cái thảo luận tổ, ban đêm thương lượng cùng đi ước bạch tiền bối. Hoàng Sơn chân quân, lúc này, Cuồng Đao Tứ Lãng đột nhiên buồn bã nói ai, nếu là bạch tiền bối là tiên tử, cái kia hẳn là phải có bao nhiêu tốt. Cuồng Đao Tam Lãng giọng điệu cứng rắn vừa nói ra, toàn bộ Cửu Châu nhất hào quần trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Sau một lúc lâu, Bắc Hà Tán Nhân, Tam Lãng A, à, người cuối cùng vẫn là nói câu này nhất không nên nói lời nói A. À. Bạch Tôn Giả chỉ là tại độ kiếp, độ xong sau nói không chừng sẽ trở lại gặp nói chuyện phiếm ghi chép, Tam Lãng đây là vào chỗ chết tác A. À. Diệt Phượng Công Tử mỉm cười, nhưng là Tam Lãng nói ra trong đám rất nhiều đạo hữu lời trong lòng. Thậm chí, đây là nói ra chư thiên vạn giới rất nhiều người tu luyện trong lòng nói. Điền Thiên Đạo Chủ, Diệt Phượng Đạo Hiếu, nói mò gì lời nói thật, Biên niềm phó đảo chủ, diệt phượng đạo hữu, lời nói thật không cần nói mò. Ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu bạch hạc, ha ha ha, trên một điểm này bổn quân nhất chiếm tiện nghi á. Vô luận bạch tiền bối giới tính là cái gì, đều không thể ngăn cản ta yêu hắn. Đại la giáo vô nguyệt chân quân, các người bọn gia hỏa này không có thuốc nào cứu được, ấn ta tới nói, bạch đạo hữu biến thành thiên tử, cái kia còn có cái gì niềm vui thú có thể nói. Chính vì hắn giới tính là nam, mới có cấm kỵ chi luyến khoái cảm. Ta mỗi lần xem lại các ngươi đi nghênh đón bạch đạo hữu lúc hình ảnh, cũng cảm giác tốt kích thích, rất muốn cho các ngươi vẽ bản tử. Đại la giáo Vũ Nguyệt Trân Quân, cửu châu nhất hào quần, nhân viên quản lý, là một vị cùng Hoàng Sơn Trân Quân cùng thế hệ tiên tử, dưới tình huống bình thường, nàng cơ hồ từ trước tới giờ không nổi lên, nàng một mực đang tuyến, cũng rất ít phát biểu. Trước kia tối đa cũng chính là chạy tống thư hàng nông trường trong trò chơi đi trộm cái đồ ăn, nàng yêu thích là vẽ bản tử. Hoàng Sơn Trân Quân Một lát sau, Hoàng Sơn Trân Quân yên lặng đem chính mình quần danh thiếp sửa lại trở về Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Tạo hóa Pháp Vương, lúc này, ta đột nhiên muốn hát vang một khúc, đến biểu đạt nội tâm của ta. Ca tên ta đều nghĩ kỹ liền gọi tứ quy y, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y ta đại bạch tiền bối. Ta hiện tại liền muốn sướng lên như vậy một hát thôn vân tăng giọng nói nam mô a a a a a sư huynh khẩu hạ lưu tình lỗ tai lỗ tai muốn bị hư sư phụ cứu ta cửu châu nhất hào quần bên trong chúng đạo hiếu mọi người không có cùng tạo hóa pháp phương sinh hoạt chung một chỗ thật sự là quá tốt thôn vân đại sư lên đường bình an kiếp sau đầu thai tuyệt đối không nên ném đến đấu chiến phật tông càng nguyện thiên đường không có tạo hóa pháp phương giờ này khắc này nhân tiền hiển thánh hình ảnh vẫn như cố chậm rãi vây quanh bạch tôn giả đảo quanh. Chưa từng có vị nào huyền thánh tại, nhân tiền hiển thánh, thời điểm, có thể hưởng thụ dài như vậy trực tiếp. Nhưng chư thiên vạn giới người tu luyện, không có một cái nào phản đối, toàn bộ một bản thỏa mãn. Hình ảnh từ từng cái góc độ chậm rãi chuyển động, đem mỗi một cái góc độ bạch tiền bối, hiện ra cho chư thiên vạn giới người tu luyện. Nhân tiền hiển thánh, nếu có thợ quay phim, nhất định là đại sư cấp. Hắn hiện ra bạch tiền bối hình ảnh, mỗi một cái góc độ, chỉ cần sơ screenshot xuống tới, cũng có thể trở thành vì chân tàng. Cuối cùng, nhân tiền hiển thánh hình ảnh, từ 365 cái góc độ hiện ra song bạch tôn giả, mới đình chỉ ống kính xoay tròn. Sau đó, chính là vạn chúng chú mục, thánh ấn ngưng tụ, khâu. Vị này thiên niên đệ lục thánh, hội ngưng tụ ra như thế nào thánh ấn? Hắn thánh danh là cái gì? Chư thiên vạn giới những người tu luyện, đầy cõi lòng chờ mong. Đang lúc đám người đang mong đợi bạch tôn giả ngưng tụ thành ấn lúc, nhân tiền hiển thánh trong hình ảnh bạch tôn giả, đột nhiên thoát hơi. Không sai, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên trong, phong cách vẽ như phàm trần trích tiên bạch tôn giả, xoẹt xoẹt xoẹt, dẹp xuống, cuối cùng co lại thành một chương thật mỏng ra, ngã trên mặt đất. WT, người da đen dấu chấm hỏi mặt biểu lộ. Đây coi là cái gì? Đây là mấy cái ý tứ. Vì cái gì chúng ta mỹ mi áo trắng huyền thánh, hội thoát hơi rồi. Nói đùa cái gì? Chư thiên vạn giới người tu luyện, trong nháy mắt tập thể phát điên. Càng có người hơn trong lòng bất an, bọn họ nghĩ tới rồi một cái khả năng chẳng lẽ là thiên kiếp lực phá hoại quá lớn, cho áo trắng tu sĩ tạo thành nghiêm trọng vô cùng trọng thương. Sau đó, áo trắng tu sĩ tại nhân tiền hiển thánh một khắc, rốt cục không chịu đựng được, thân tử đạo tiêu, hóa thành ra người. Này lại sẽ không quá tàn nhẫn điểm, dạng này bi kịch, bị mang lên, nhân tiền hiển thánh, hình ảnh, quá phận đi." Tống thư hàng khóe miệng ẩn ẩn co lại. Hắn nhìn thấy Bạch Tôn giả thoát hơi trong nháy mắt, trong lòng thì có suy đoán. "Phân thân." Vừa rồi xuất hiện đang vẽ diện bên trong Bạch Tôn giả, rất có thể chính là Bạch Tiền bối cái kia tiện lợi phân thân. Chính là tức có thể thay chủ nhân làm bài tập, lại có thể thủy quần nói chuyện phiếm, còn có thể thay chủ nhân cản thiên kiếp cái chủng loại kia phân thân. Cùng một thời gian, Tại tống thư hàng cách đó không xa, Tân Sinh cật qua Thánh Quân nhìn qua hư không, hắn nắm vuốt cầm của mình lâm vào trầm tư. Bạch, sau một lúc lâu, cật qua Thánh Quân đột nhiên lên tiếng nói, hắn cũng không nhận ra Bạch Tôn giả, Bạch Tôn giả cũng còn không có ngưng tụ thành ấn, nhưng là cật qua khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, đột nhiên trong lòng hơi động tiếp theo, hắn liền tự nhiên mà vậy, biết rồi vị này áo trắng tu sĩ đạo hiệu, một chữ độc nhất đạo hiệu, Bạch. Kỳ quái, vì cái gì ta sẽ biết đạo hiệu của hắn. Cật qua thánh quân nhíu mày, hắn cảm giác mình thân thể mới nhiều rất nhiều cổ quái công năng. Tân sinh thân thể, không chỉ có thể để chỗ hắn tại một loại rất lãnh tính, thánh nhân hình thức bên trong. Đồng thời, bởi vì tân sinh thân thể lớn bộ phận từ công đức chi quang, cấu thành, để hắn tựa hồ có thể tiếp thu được một số đặc thù tin tức. Hình dung như thế nào loại cảm giác này tốt đầy phảng phất như là hắn lão thân thể, là nhất cũ khoản thẳng tấm hắc bạch điện thoại, mặc dù có thể tiếp thu được di động tín hiệu có được trò chuyện, tin nhắn công năng, nhưng không có lên mạng thuộc tính. Mà bây giờ, thân thể của hắn phản phất biến thành kiểu mới nhất smartphone. Ngoại trừ trò chuyện bên ngoài, hắn còn có thể thông qua lên mạng, tiếp thu được một số trước kia không tiếp thu được tin tức. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 84